Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Diễn Khả nè mời. Ở video này thì ban mình gom được khoảng gần 20 con lệnh bài bốt đại nè. Nên là ban mình đánh bốt đại cho vui nè. Đó, hiện tại bây giờ thả 3 con, nó cũng gần chết rồi. Cái gì Khải soi đồ cho em xem. Nó thấy gần chết chưa? Khải vô chỗ em đứng. Anh Khải vô chỗ mấy con này đứng. Các anh Khải xả mana, các anh Khải phù về thôi. Các anh Khải đi sau phù lên lại là đẹp chắc. Ừ. Hết mana rồi. Bây này nó lâu nó bị lỗ hình ảnh kiểu con cá ba đứng trên ngựa nó vẫn đam được con lâu đứng trên ngựa vẫn đam được. Rồi anh vô gác rồi. Rồi vô gác rồi. Anh cứ xả thế thôi được rồi. Anh vô gác rồi. Chạy trong phát vô liền. Đầu đánh boss rồi mà. Rồi đi mua máu. Còn chúng ta anh em mình đánh boss đại cũng nhanh luôn. Nhanh này vô giỡn. 39%. Được rẹn luôn nè. Kiếm thêm một con ngũ độc trưởng nữa là đẹp. Hai cũng cần anh ngũ độc trưởng mắt bùa rồi. Mắt bùa âm kháng độc, âm thời gian chúng độc và bùa với lại âm phòng vượt phốt. Ở cái trừ kiều 9 nít rồi là một mình nó được rồi. Không có nhiều đâu. Không có ngũ chứ... độc trưởng anh à. Ra cho ngũ luôn. Rồi bó gần chết. À, tiếp tục buôn máu tiếp. À, chưa cập nhập hãng nó Tùng Đoàn Thanh ơi. Anh chưa ăn cái vần mà. Anh chưa ăn cái vần tiền vạn mà. Anh vừa tiền vàng 1 tỷ rưỡi nữa. Bây giờ anh 3 tỷ nữa mà anh chưa ăn á. Triệu mẫn của ai vậy? Triệu mẫn của ai vậy? Triệu mẫn của Bác Kiều Phong, đừng đánh em ơi, gì đánh tùm lum vậy. Đừng đánh em, nó đam ra bài bây giờ. Đứng nói nhận hưởng kinh nghiệm một đây. Tắt đánh đi, tắt đánh boss đi. Bully. Rồi, mana đây. Nó vào một phát rồi. Chết cả đám. Anh em lên tay vậy. Trời, 500 mấy ca là đam anh em thấy đam lên gơ. Thấy năm độc vô cả đam gơ. 500 mấy luôn. Em chặt được có 2 bình mà ta ra. Anh Nga anh ơi. Anh cũng có 1 con nè, anh thả chỗ đám đông này được không? Từ từ. Đù, đừng em bậy. Muốn thả vô dịch đâu thịnh em ơi. Đâu em thả phát này cho chết hết chơi cho vui. Chịu á, đù thả chết chịu luôn á. Đù đang đánh không boss. Hôm trước ông ghẹ như buồn cười thôi. Ông nghe anh thì anh lại cũng không nghĩ đến cái việc là thả bó cạn đấy. Cái cuối cùng anh đang đúng rồi. Máu đây. Cái lễ bao công hành như là anh ăn nó lại ra tiền vạn ở trên ruộng. Ừ. Ra rồi vẫn 500 vạn. Đúng rồi, anh lên đường đúng rồi. Rồi, bị nhiệt độ này anh em ơi, xem like bị nhiệt độ này. Tất cả anh em đang boss tách nhận đồ ơi, nó khỏi chạy vì gốc lắc nè, tách nhận đồ đây. Mấy anh đang boss tách nhận đồ đây. Rồi, bây giờ anh đồ. Tách nhận đồ đây, đỡ bị chạy. Đồ nó ra đỡ khỏi phải chạy, đỡ mình khỏi chạy thôi. Mình ngoạn chính khỏi ra chạy giờ. Chấp 3 con lần này. Nhanh đấy, cũng khá là nhanh. Cứng lần 3, một tuần 3 con là hợp lý nè. 18 triệu. Ôi. Một quả long tịch. Bắt một luôn, không. Từ từ nha. Một nhẫn. Ủa? Em giết được mà sao em lại không có bồng hóa. Bắt bảo rương nào, đá bảo rương nào, sao không thấy. Bắt bảo rương mà. Em nhặt hả? Ai nhặt? Bắt bảo rương nó rơi vô mà. Nè, rơi vô người anh có đâu. Anh quá nhặt rồi. Bắt bảo rương cho người kết thúc mà anh. Chắc người kết thúc là ai vậy? Coi thử ai đây. Nhắc hòa nhắc thế à? Ok. Đúng rồi, bắt rương cho người kết thúc. Rồi, còn đồ xanh này nè mày. Trì nè. Con dạy học sư tử kìa. Trì nè. Rồi, để súng lái tiếp. Tình hồng kìa. Rồi, súng lái tiếp. Anh cứ lượng đồ xanh, đồ xanh cũng ngon mà. Thì anh đang bó đồ xanh nè. Không, em không có nhặt bỏ lâm tịch được đó nha. Bỏ lâm tịch anh nhặt rồi. Ok. Đó, ba anh em mình, ba con đầu tiên đấy. Ngon. Thủy tinh 2 viên. Thủy tinh ai nhặt nữa? Bên này có một tinh hồng thôi. 2 viên thủy tinh luôn anh. Ai nhặt được thủy tinh? Ai biết đâu. Không nhặt được. Trong bơ tơ á, trong bơ tơ á. Trời, thời gian trống 30. Để cho xe mang được này anh em. Mọc bùa xe nhặt 2 viên thủy tinh nha. Rồi, mọc bùa xe dịch lại này. Dịch khả này anh em. Đâu thấy khá đâu, ai được đồ như vậy này. Mặc bùa xe nhặt 2 viên thủy tinh. Nhưng hồi nhân thớm một bát bà rương này. Bên này một lông một tịch. Thiên Vương Trì. Thiên là hán. Một cái nhận khác hỏa 15. Ok anh ơi, một gặp bọn hỏa 15. Rồi.
giờ đánh vũ được rồi, thấy chưa, em đứng không? Đây này, một bỏ lăng một tịnh này, bắt vào rương một tịnh thôi. Đây vũ được rồi, vũ dịch này. Nhanh anh đây mình mỗi người cũng được ca rồi chứ. Ừ, chứ ừ, tầm này người được ca. Không, anh em với ngủ mỗi người ca rồi. Ừ, khỏe rồi. Ngoài thiền tinh bùa kìa. Ok. Còn mẹ, còn hai con nào quýnh không? Quýnh chưa? Tiếp tục chưa? Hai con nó phải đi. Từ từ, nó giao dịch ăn thịnh, đừng đi tháo lung tung. Đã thêm đi thịnh à. Anh em cứ đứng đó, ai đánh thì Khải với Thịnh phụ đánh hết, khỏi lo, đánh là sáng cũng được anh em. Anh giao dịch ăn hai con ở đây là đủ. Từ từ, từng tuôn. Từ em đi ra em thả là em chết. Giờ không được, từ từ, xong hả? Bùa không lâu rồi đâu. Có, phun bùa mà. BT thì nhắn anh đó kìa Thịnh. BT mà không đủ slot anh ơi, đủ slot, có 8 slot cho mấy. Phun chưa? Full rồi. Để thì vẫn tao đam. Cứ đam đi, có gì đâu. Phải chiếc quỹ ban mua hết tổ đại. Cho bạn hướng kinh nghiệm hả? Cho anh đứng đây trên. Được bắt vào rương rồi em, bắt là một tịch. Hôm nay trên ba lăng huyện anh em nhé. Đó là một tịch rồi, để anh một gian hết. Ok anh ơi, thì cứ ưu tiên cho anh em đọc anh bắt đến một ngày mì mới nha anh. Em đọc bao nhiêu cuốn rồi? 6 cuốn, 7 cuốn. Ừ, ưu tiên em đọc anh mắt đến 1 ngày mi tiếp theo. 1 ngày mi 3 tiếp theo. Anh thánh để ra đây tí em bóc cho, tí em bóc cho. Ừ, có bóc được ngon, bóc ngồi được, ba mua cho anh cũng được anh lẹ. Không, tí em lấy anh để. À, à ok. Còn một con nữa, lỡ đâu thêm đồ nữa theo em. Con này có đồ nữa đấy, mới 2 con mà nhiêu này lời quá. Rồi, đợi gì mua mana. Em còn 5 con này, 7, 9, 11, 12 con nữa. Anh Vũ còn mấy con. Anh còn 1 con nữa này, anh còn 1 con nữa này. Cứ làm anh cho tuân. Tuân tuân. 3 con nữa nè Thịnh ơi. Okay. Đó, tí đánh luôn. Tí đánh luôn. 20 con đó. Đánh tới sáng luôn á. Đánh tới sáng luôn, đánh hết. Nói chung tầm này đánh tốt nè. Lực này đánh tốt. Không ai vô nha, đứng im hưởng thôi, không ai vô nha. Hãy đi mua mana. Cứ ai vô là bỏ ra 100 vạn à. Em không có biết đó. Em thu 100 vạn người á. Ai vô đỡ chết là đền nha. Ai mà bá vô chết ngắm thấy nó đang mất công. Chơi gì chơi đừng có chơi bá đời bá đốn. Khổ lắm. À mana anh Khải. Rồi mana em ơi. Mày đang nói nhẹ ra Thành. Ủa anh Phong đâu rồi? Anh Phong có ra đây chưa? Không biết kêu anh chưa thấy ra. Mấy anh em ra hưởng kinh nghiệm này. Mua mana à, chọc bóng quá đi. Chết luôn rồi. Đâu. Cái lệnh bài vô tại thì nó có thời hạn không ta? Có thời hạn này 1 tháng. Khi mà không biết đợt trước anh có nhỉ, không biết đâu rồi. Đứng đây từ đầu nè, anh biết đứng đây từ đầu nè. Từ không đứng mất 10 triệu, vừa rồi 12 triệu chứ. Mà nào tiếp đây. Đây tiếp tục rồi. Tắt thằng báo bot à? Điều khiển bảng 1 báo bot tắt đi anh ơi. Điều khiển bảng 1 báo bot tắt đi. Tắt vô tích đi. Rồi. Một tí mà nào. Trời đánh nhanh nó giỡn đâu. Thành ơi, dạ. Tuần 2 gom anh một cái vũ đồ một cái rồi thành nghĩa một cái nữa thả 4 con luôn nha em. Dạ. Rồi thả 4 con nữa đi cho xem tiếp tục là ai cần đánh tiếp là ban phụ hết. Mọi người ơi, để em nói cái này nha. Đi mua thêm bao nha. Mất lòng chịu nha mọi người. Mua nè. Em chủ bà rác ở đây nha. Đó đúng rồi em cứ nhặt rác anh vứt ở đó em nhặt gì em làm như làm. Anh cứ nhặt rác trên hướng 12 giờ anh quăng xuống đấy. Em cứ về bắn rác thôi. Bắn rác cũng được bèo lắm cũng được vài trăm vạn đấy. Em á, em lấy rác thì để tụi anh lấy vợ làm mặt thịt với chỉ tình cho nhau. Đúng rồi. Đúng không? Thì em mình làm đại gia Minh Nhựa. Ừ, đại gia Minh Nhựa. Hả? Wanda đẹp, Wanda. Chục trời, cái này đọc đúng không? Cái tem này tầm cái 10 người đánh với máy em, 10 người đánh với máy em nhưng mà đều vô gốc lát á, vô gốc lát lên đam á. 10 người đánh với máy. Một mình anh em đọc này, một mình anh thí yên, một mình anh hai ạc rồi.
anh em cứ người hay hạt là đủ đánh vô tư. Mọi người em là chủ barack ở đây, ai cả ấy em đấm á, em đấm không trượt phát vào ấy. Đó, bên em nhận thoải mái anh em. Đường mong VIP server á, đừng dễ. Lấy con đường chỉ là một cái tuổi thôi. Tay thấy không, phải không mẹ thôi. Mà sao tí con đường nãy cầm set đồ ngon mà sao nó đi tỉa ta? Nó bị mình ép quá, nó không có đất sống em, không có đất diễn sao đánh được. À, anh Khải, ra vứt rác anh Khải. Ờ, rác nào mà vứt nãy giờ hết rồi, còn không nữa. Ông nào cầm rác vứt quá. Anh vứt nãy gấp 12 giờ mình cho nó, anh đứng gấp 12 giờ anh vứt quá trời đấy. Chì đồ áo gấp 10 rồi tùm lum tùm lưa vứt đầy nó. Mà như có người lái này, có người lái mà. Lên đi. Tổng kim bên nào thắng anh em? Lên gấp ngay chỗ bến tàu á, ngay cái chữ bến tàu á, đứng gấp đó đi. Cho ba bốn mạc đứng gấp đó đi, anh vứt cho. Ừ, cứ nhặt tất cả. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay chỗ cái hướng cái chữ bến tàu á, ra đứng đi. Ôi trời ơi, mọi người đứng đông quá, không qua được luôn. Kinh công. Trời ơi, 30 bạn học kinh công anh. Đâu thôi xin đấy, thằng bán rác thôi. Y như là đánh bất đại thật. Bất đại thật ấy. Lại anh ơi, mua lại hack mua. Mua đi, chủ đỡ đâu. Có mua mà, có mua. Có mua. Sao nhắc hoa nhắc thế. Đâu rồi? Đây em ơi. Giờ đang no 1 server. Đồ cực kỳ đẹp. Đó. Mắt ọt, đồ đẹp quá nè. Đó. Đồ mắt ọt mà. Mắt pin. Đó. Đang cử phi văn vừa lại xã giờ vừa soi đồ em cái thế là mai em thích phi văn soi đồ mặc với cái kẹt quần da ý thiền kiếm về mà đứng nồng có đứng đây là coi đồ hết anh em thích coi đồ ai cứ coi hết đâu anh thành đâu rồi tâm thánh này coi đồ này anh em tâm thánh giờ đang nô một đây quên nghe mày kiếm rồi chuyển qua nghe mày kiếm rồi chỉ nghe mày kiếm anh đánh là mày kiếm em lại tốt công kỳ mấy ông vô kèo ạt của bắt người ta đi tốt công kỳ đúng rồi thì làm sao giờ cứ để mất gà xế đồ này của năm phong ca đưa qua này nè ngon này. Mắt ổn hết Hương chút đợi chạy ra kìa, Hương ơi, coi vô lại đi. Ok, vô lại gấp đi. Rồi, bị chạy tiếp anh em ơi, để gần chết, bỏ đồ tiếp. Không đánh được anh chị. Chị Mẫn nghe bị chướng mà vô chị em. Hương chúc đệ đi vô. Hương chúc đệ đi vô. Đó rồi. Đứng nói chuyện là chết cả tim đó. Một bùa sai đi vô. Lát rồi. Dứt đi vô hơn chết cả đám bây giờ. Chạy vô lại xuống ngựa đi từ từ á. Đi từ từ vô. Em nói mấy anh em này. Mấy anh em mà đứng thì ông thử kinh nghiệm đến chỗ anh nát rồi giùm em mới được không? Đứng chỗ ạc nát rồi giùm em với. Mọi người đứng nói bị lát á. Ủa ban mua đổi màu thì kim qua đây nữa trời. Xem đồ phong ca á, phong ca chạy đâu ta? Hai đội chứ. Ủa, anh có BT không đó, anh có bộ BT không đó? Có, gần 5 BT gần 5. Dạ BT đi. Từ từ xong rồi giao dịch rồi đến tối nay nói. Cứ giữ đi. Tối nay đánh đến sáng mà. Chứ anh em mất cầm tay là không được cao không? Cái này đánh đến sáng mà. Hai chuẩn bị nhập rồi. Đâu, gì để xin phép anh Khải cho em làm cái phó con xe mỹ nha. Xin tạm vui cho anh em. Mấy bên sao đỡ máu vàng chạy lung tung vậy? Đừng vô anh, vô chết á. Đúng rồi, đó, ca tài nhiều. Cái hậu đó. Đứng xa xa được mấy bên ơi. Đứng chỗ mấy con kim miêu cũng được. Sẵn được mà. Thật nghe, quay nhé, quay. Quay tắt.
Thôi bó gần chết rồi. Năm đam nữa. Hôm bữa tụi em đánh boss mà từ 1 giờ trưa rồi tụi em đánh tới 4 giờ rưỡi chiều quá. Bay luôn. Rồi căng lét này, căng lét nó nhanh lẹ này, thì tốc đại lực này. Rồi, giúp. Đánh mà hôm sau thấy con boss đại là không dám nhìn nữa, thật tết. Thật ngán luôn. Không, riêng tối đi săn boss đại là thấy chán. Ờ, tối hôm đó không muốn đi săn boss đại đó kìa. Lúc đó đánh lâu quá hả? Thì sao lâu vậy? Boss đại sẽ mang. Nhiều quá. Chứ anh nghĩ sao mà trong một buổi chiều mang 20 con boss mà tối đi săn 5-6 con boss là làm gì? Ngán. Chạy đi chạy với cả server làm gì? Thấy chạy không kịp. À, hồng thả ra con gì? Hiền giác là con gì mà con thả? Hiền giác với con gì? Giác. Bên này nữa tắt phản đam rồi mà. Fit phản đam, bên này. Bên này phản đam ai chơi ai đấm. Rồi, nổ. Rồi, mày nhận đồ. Chưa đâu, hai đam nữa. Hai đam nữa. Siêu phẩm đâu? Vũ Đợ, Thịnh, Khải tiếp tục nhận siêu phẩm. Bum. Vậy đây. Rồi lên nhặt rác đây. Đứng im. Đâu. Ui, có phôi này, phôi nhân lực cao này, nội lực cao này. Ui, nhận 20. Trang sức. Cứ bước ở đây, anh cứ bước ở đây. Ngon này. Ngon này. Rồi, các bạn làm 22 luôn nè. Đồ mà ngon thì anh đây mà để cho anh em trong ba. Rồi, tiếp tục nhận tiếp. Nhập 2 viên trên thổ lộ kìa. Ở đấy, tiếng nó là đặc biệt. Thổ kéo xe ra nhặt kìa anh ơi. Thổ kéo xe ra nhặt của ai? Của ai ra nhặt kìa đây? Ai đem cái thông bó ra nhặt đây nè? Anh phải nhặt, anh phải nhặt. Trang bàn ngáo. Ngày 10 trang bàn ngáo nhặt à? Em ra. Một viên tinh hồng. Một viên tinh hồng, ok. Vâng. Gom đồ giao dịch anh em ơi. Thành ra giao dịch bốc đại. Giao dịch bốc đại đúng nè Thành ơi. Làm đứt đại luôn 4 con. Ok. Ai có bốc đại thì quan quá Thành. Giờ làm 4 con rồi Thành ơi. Tôi này đợi Khải chốt đồ rồi. Báo tôi này là Khải, Thịnh, Vũ Đợ nhà ba người nha. Rồi từ tính tiếp. Anh cứ bỏ xuống cái dòng cuối cùng đó kìa. Từ một viên tinh hồng đó. Anh em ai có rác thì lên trên bến thuyền vứt đi. Cứ vứt ở đó. Có rác lên trên bến thuyền vứt nè. Anh phải gồm viên tình hồng nữa nè em ơi. Viên tình hồng nhưng mới đúng. À, anh Ben vô dịch anh Ben ơi. Anh dịch cái con. Anh Ben. Cứ một tuần một người một con thôi em. Chia cho nó dở em. Dạ. Anh một con nữa nè. Thằng Nghĩa đâu? Tuần này thả anh em con đi. Em gửi cho nó rồi. Rồi cứ tuần nào là báo. Tuần này là xong nè. Đến vứt cái đồ. Ui có đôi giày. Giao dịch anh một cái em. Thất lực nè. Chùi nè. Nha. Anh em được món nào bán nè. Anh nhặt lại kìa. À, được 4 trang sức nha. Cái này anh cầm lại là mình được 4 trang sức nè. Khải okay. 3 người này ok chưa. Rồi vũ khí vứt em luôn nè. Rồi giao dịch boss em ơi. Tuần này là chốt rương nè. Tuần này là ba anh em mình anh chốt lên phần thông báo nha. Là anh ghi tên ok chưa. Không cứ anh cứ ghi ra giấy thôi. Chốt thông báo gì. Giao dịch. Không có lưu lại ai ghi ra giấy em. Ai đâu nhớ em. Anh cứ chốt anh gửi lên phần thông báo đó. Là xong. Hiểu không. Là anh ghi Thịnh, Vũ Đợ ba người vậy thôi. Rồi lần này được gom được bao nhiêu người rồi. Em thả hết 5 người. 5 con thả 5 người. Rồi ok gom được. Anh Ben, em, anh Khải, anh Vũ. Vũ Đợ ok 5 anh, người. Nghĩa. Là mấy người? 5 người. Rồi ok Ben, rồi đứng im canh về giấy tả đây. Rồi cái này Khải mấy anh em này. Hai bên tiền thuộc loại đặc biệt này. Rồi chốt này. Chốt phần chống công nha. À, Thịnh này. Thổ cái xe bước vào kìa. Khải này. Bước vào kìa. Cái xe bước vô. Vũ Đợ này, rồi. Anh em đứng hưởng kinh nghiệm, đứng hưởng thôi. Còn lại anh em có thì cứ ra ban đánh giùm thôi. Đó, con lành cành đào nè. Trời, máu lên kìa. Chết kìa. Thì ra đi, qua thằng Kim Miêu sau lưng này. Kim Miêu sau lưng này. Đừng đứng nữa. Trời, chết rồi. Không chết được, đứng đi, không chết đâu. Không chết đâu, ngày 10 anh búp rồi khỏi lo này. Không chết được đâu. Rồi đánh đi. Ai không có nhiệm vụ ra đứng sơ bao cát nè em. Nhận kinh nghiệm nè. Đúng rồi. Rồi giờ cắt mấy cái này nha. Vào PT không? Không
anh hư trúc đệ kìa, hư trúc đệ muốn công anh đi ra đi anh. Vậy đi. Chạy kìa. Chạy luôn, lỡ đang ngồi chạy luôn, đừng có vô lại. Ủa không, để vô. Lỡ đang ngồi chạy ra luôn. Mấy cái bình mấy bình thiết là hắn lẻ lẻ anh cắn nha. Thiên Nguyên Trì. Hai Thiên Nguyên Trì. Tôi lại chết rồi anh em. Quá hà tử. Ai chết? Ai chết? Không làm thù á, buồn biết rồi. Rồi, ba người chết kìa, ai chết vậy? Giờ ạc nào đam đi nhẹ nhẹ nhích vô lại đi, mặc bù xe đứng vô lại kìa. Nhích từ từ đi bộ vô. Mọi người ra chỗ bao cát đứng để cho anh em chạy vô đáng dễ hết. Đi vô hết đi anh em ơi. Không chết, còn mạng tốt với qua thủ nữa. Hiện tại là đang cầm cây luôn này Thịnh. Không, cầm cây nó không có cầm cây bơ tơ không được em ơi, bơ tơ lại cho Thịnh ơi. Được, BT được. Không được, chết không bơ tơ được. Chết nhiều slot không bơ tơ được em. Ừ. Rồi giải tán đi Thịnh, bơ tơ lại Thịnh ơi. Rồi. Súng ngựa lại Thịnh, Thịnh súng ngựa kìa. Vô gấp rồi em, rồi ok, đánh đi. Ok anh ơi. Bây giờ lại đi. BT chờ em tới ập chính đây. Rồi tao ra tới. Ra đây. Ui, giữa kìa, check kìa, kìa. Check kìa rồi. Gì vậy? Từ từ đánh anh em vô gấp đạn mới đánh. Đừng có vào nữa, đừng có hiện tại đi vậy, đừng có. Thôi đừng vào nữa, đứng im vậy đi, đừng vào nữa. Đây đây. Hiện tại ai đang đa thôi, đừng có vào nữa. Và nếu nó lát một cái là nó cháy hết rồi mà. Thịnh chưa được thì Thịnh, vào nữa Thịnh. Thịnh đừng mua mà, vô lại gấp đi em. Đúng không? Chưa được rồi, chưa tí nữa. Chưa, súng ngựa đi bộ từ từ vô. Nhảy vô được. Súng ngựa nhảy vô, là nó giật cái khực là được. Mọc bùa kia. Cháy, trong luôn. Trời ơi, mọc bùa chết. Đi tường vô, đi tường vô, đừng chạy nhanh quá. Nhấn cái nút đi chậm á. Rồi đúng không, con thi rồi đúng không? Rồi. Đó, cái nhấn nút đi chậm là vô đánh được thôi. À, Quỳnh bán đồ 84 của ai vậy? Rồi, đem đi. Qua em. Mày ca hết sư phụ hả mày? Hồi nãy sư phụ không có. Sư phụ đừng có thầu lờ. Sư phụ thầu cái bãi ghét đấy nha. Mẹ mày cứ lên mạng cái này bị xin thầu luôn á. À đã đây. Bơ tơ lại Thành ơi, bơ tơ lại đây. Thành bơ tơ lại đây. Thanh Duy nè. Mọc bùa xe nè. Mọc bùa xe khỏi em ơi. Em mua bơ tơ ông em đọc anh Nhân Thiên Anh nè. Bất đi nè. Bên em đọc nè. Thiên này. Đây 2 phía 1 bên bang này, bơ tơ đây. Còn mặc bùa xe không cần đâu, mặc bùa xe cũng đem đọc bùa đâu, có đam đâu. Rồi. Đây con bét đi. Rồi anh. Nó vẫn dính đạn rồi. Đâu dính đâu, thấy bình thường mà em, đâu dính đâu. Đừng ai vô nữa nha, không dính đạn vào đâu, đánh đi. Sen, lâu sen, lắc sen ở đâu, ai đâu đánh được. Ok, tiếp tục nem con em ơi. Đó, mấy con đầu thì ba người được mớ đồ nè. Không cần này, được. Không, đủ đam là đừng ra nữa. Rồi, để gì mua mana đã, để gì mua mana. Để chết kìa. Sao không có chết được. Tưởng nha. Dẫn ngày mười khải vô khải bùa, xong nó quýnh thành anh em chết hết rồi. Đứng im, khải bùa thử lên máu không? Rồi, okay. Con nghe mươi khải đứng bùa được nha. Rồi, đứng im bắn thỏa bán đi. Rồi, khải đi mua mana đã. Đứng nghe mươi đã đứng bùa. Gì mua máu, mua mana cho anh em nữa. Con hề mặc bỏ cái chứ mà. Thành Di đi từ từ thôi. Ui, Thành Di đứng đứng vài đam kìa. Từ từ anh em vô rồi gấp đá.
nhấn đi từ từ thôi, vô gấp cái kịch đấy rồi bắt đầu đam. Thế cầu tu Thành Duy mới vô kìa. Đấy, Thành Duy kìa, trời ơi, Thành Duy đứng yên một chỗ, mới đam anh ơi, tát cầu tu đi. Anh tát đâu. Ừ, tát cầu tu đi bộ vô, nó vô gấp đá rồi mới bắt đầu bật lên. Vũ cũng đau đúng không? Rồi, muốn bấm à, không bên nè. À mà khoan, bê tên hải cái đây. Đây, bê tơ này, bê tơ chính này nè. Đông quá. Cần ban. Rồi, ok. Đến vô vứt mana đó. Nè anh em đi vô lăn góc lách dở mà, Dũng Khải nè anh em. Đó, sẵn sàng đi vô. Đó, xong rồi thôi. Mana nè. Gần chết nói em. Nói rồi. Em nha. Ừ, mua mana tiếp. Mua mana tiếp. Sao có party không em? Không gì thôi anh, không có party đâu. À, ok. Khải có xét. Khải không có xét hả? Không, Khải con lông đao không có xét nè mày. Thành ơi, Thành vũ đồ đâu đây? Ổ ta đi ra. Mày làm cái gì vậy? Ui, hàng ngày mày kiếm đứng nó làm gì anh? Đụng nó quýnh lăng anh. Tụi sợ chết hết xe vậy hả? Vũ hổ ca của anh bắp kìa, chạy vô khác đi. Tự nhiên hàng ngày mày kiếm vô đánh chi vậy anh? Không cần đâu. Đánh quái đi. Hổ ca không cần. Được rồi á, đừng vô nữa. Được rồi. Đang chat kinh ba, đang chat kinh ba thì nó có cái phím gì ấy, thì tự dưng nó tích vào cái đi. Đánh quái. Cái auto quá. Bắt cái auto hết em với. Thì đỡ một auto con Thanh Duy thôi, Thanh Duy của anh đỡ một mình auto thôi. Là tất lưu đứng chơi thôi. Rồi, bị bớt chết, ra làm kinh nghiệm tiếp nè. Con 6 triệu ít đâu. Ôi sao mất máu kìa, cái gì vậy? Cái lõ lên cả năng. Được, đợi nghe mì bông, không sao. Mình, ai cứ chạy lung to đợi chết vậy nam, đợi nghe mì bông. Được, sống rồi. Rồi, sống rồi. Chịu gì? Rồi, đứng im đi. Mana tiếp này. Rồi. Nữa. À, búp phi của ai vô nữa kìa. Ngồi được, chơi vô cái lát, chơi. Rồi, là gì mua mana hả? Rồi, nửa máu rồi. Trời, toàn đồ cấp 10 nữa này. Còn 13 nữa. Đồ chúng ta mấy dòng không bây giờ. Mua mana cho nghe mì rồi. Hổ ca nữa. Mình nghiện nữa kìa, xe của ảnh hết luôn á. Trời, cái tách auto đi anh. Đứng mình Thành Duy thôi. Chết rồi, chết mặc bộ xe rồi. Con đem độc dắt vô kìa anh Vũ ơi. Đem độc buồn mặc bộ xe dắt vô kìa. Ngọ bóc cũng nhoi ta. Ừ, nhoi vậy. Đừng có đánh nữa, anh đứng ngồi luôn đi. Các bạn. Anh qua chỗ này em đứng mặt luôn nè. Bực rồi đó. Đứng sao ở đây, cứ đứng đánh là gì mấy lần, mấy tuần rồi. Cứa bên 9 giờ đứng đi. Bỏ cái đường báo rồi. Bỏ cái dấu tích auto là được mà. Để dẫn em 10 lần búp máu này. Nhiều pha đồ nên nó chết áo quá. Nhiều hồi em cũng vui vẻ mọi người. Sao mọi người kiểu làm mấy cái pha kiểu nó bóp giá. Ừ, hết quá tựu đợi tới nè mày. Xong bóp gần chết sẽ cánh. Bóp gần chết sẽ cánh. Mana kìa. Ok, đang. Mana đây. Đợi đi mua. Bao cát được hết này. Mời tất cả quý anh chị em lui về khán đài bên trái, bên cánh gà bên trái anh chị em ơi. Bên này có bắp Coca Cola, bắp xào đây, không biết lộn đây. Mình đứng bên đó không có gì ăn đâu. Đây mua bên đúng rồi, đúng rồi, đứng yên anh em, đứng yên. Rồi, ăn bắp luộc bắp xào gì giơ tay lên. Tặng lên tặng khó luôn. Ngồi đài đi. Ngồi đài đi. Đó. Vừa đây vừa coi được phim mà vừa có bắp xào bắp luộc ăn. Mana đây. Bắp lợn đây. Không thịt lợn đây. Bắp lợn đây. Người đó làm gì vậy? Bà rượu mana. Dữ lắm. Nói gì đâu không dữ lắm hiểu. Nóng lên cứ còn cái bốc rồi. Bốc lần chết coi đợi báo cái Thành ơi. Tao nó còn chửi đi. Cái gì vậy?
Đợi đợi nghe mi, đợi nghe mi anh vô. Cái gì vậy? Sao chết vậy? Đây 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 nghe mi đây. Rồi nghe mi bóp rồi. Anh cắn rồi bán à, anh cắn rồi bán à. Rồi cắn đi, cắn đi. Rồi nghe mi vô rồi, thoải mái đi. Mọi người tí mà ai có đồ ngon có nhiều tiền với chia cho em ít em mà nè nè mới tử ra mọi người đó không nhặt được bình nào đi đó khai bung banana đấy cứ bung ra liên tục đấy. Ủa sao chết rồi xong luôn rồi ừ. Sao chết cái gì vậy đội xe chết rồi kìa giờ nha đầu tiên em chết mẹ rồi còn ai nữa không đến vô đến vô bên đây mà sao ai chết đâu phải đúng rồi mà chết gì đâu chắc nó muốn qua anh em đứng nãy chân mà. Ai thỉnh á ba lần thì chết mình thi anh mới đang mình thi anh chết đúng không em chết nữa đúng chết hai ăn không chết hai ăn không móc bình mình bắn đứng im đây combo đã xe nữa kia thấy đánh đi móc cái gì không được combo đã chó gì kìa chạy cái xe của ai chó chạy lung tung vậy không rút chó không em ra anh ơi chó em rút ra em đây từ anh đi từ từ á, từ từ á, anh đi từ từ thì được. Chạy lòng vòng chót anh kìa. Về đi, không. Không vô nữa, không vô nữa, không vô nữa. Đánh xong tên này sẽ đắp lại. Chứ bây giờ vô là chết nữa. Ngay lên rồi em. Đứng lên kế à. Không vô nữa nha, không vô nữa nha. Kệ nó đi. Đốt tiền á, muốn bắt tiền. À, cái em cũng đứng ở ngoài rồi, không có làm gì đâu. Không tên này sẽ đắp lại. Anh gọt phụ đi. Có bùa chưa? Có ảo bùa chưa Thịnh? Bùa mọc bùa không? Mọc bùa không? Ông Vũ rồi. Đừng để anh nóng lên mấy đó. Con nhiễm cục lâu rồi. Mày nóng với mấy đứa với ai? Trời chuẩn bị. Ngoài bùa này. Rồi á. Xin mọi người đó. Để đi mua mana tiếp này. Đi mua mana tiếp này. Không ấy coi như em đang nỉ mọi người đi. Mua mana tiếp này. À, mình này nó khó thắng nha thằng ơi. Tao tính vô đánh tiếp nó sợ nó chửi thôi tao ngủ ngoài. Ở ngoài sẽ đúp xong tuần sau anh ơi. Tuần sau. Là em đã con thủy gần chết. Con thủy gần chết. Ok. Chưa đâu. 2 phút rồi kìa. Làm rương mana nữa. Đứng bên cánh gà bên trái nè, đứng cánh gà coi được rồi. Thì đó diễn viên đó rồi. Ừ, ok. Rồi các cái phẩm phẩm này tí nữa anh em tính sâu nè. Tiếp tuần mới nè. Chụp hình lại rồi mà thoát đâu được nè. 4 món trang sức. Tí ép mình tính rồi xong. Rồi. Mana đây. Rồi, nhìn đây. Rồi, bị có hai con chết luôn á, hai con chết luôn á. Một con thủy, một con họ sắp chết rồi, hai con chết rồi. Tụi này còn 5 người đúng không? Ok. Mình đưa à, con cá con gan đi. Nãy giờ có gì hết không? Có tấn phát ơi. Một bát bảo rương, một con long tịch, hai tinh hồng, hai thị tinh, hai tiên hồ lộ đặc biệt. Mới ăn được con được một ngọc bội. Anh xe tắt nhiệt độ đây, anh xe tắt nhiệt độ đây. Tầm này tắt nhiệt độ được không ạ? À còn trong tắt nhiệt độ luôn, không có nhặt xả mana nữa. Xả mana nữa đi nhất ra là chết. Ai, nhặt được mỗi phôi nó làm chậm 40. Bên nặng 5 độc rồi. Đó xe vậy kìa. Đỡ nghe mời anh bóp chưa? Đứng im đó, nghe mời anh bóp một cái anh chạy vô. Rồi. Tài méo rồi. Ok chưa? Ok chưa? Rồi chạy ra lại đi. Rồi đấy. Rồi bị chết tiếp theo này. Hai con chết nữa nè. Cái tên lại rồi Thịnh ơi. Trời ơi chết hết 3-4 người rồi. Con 5 triệu đi vậy. Con 5 triệu á. Cho bảo chị ăn mấy tiếng đấy. 6 triệu mà. 5 triệu. Ai cắt con cơm à. Cho anh gửi một con nữa.
Ai à, tuần gửi đây anh ơi, gửi cho Thuận đây anh ơi, tuần sau, tuần 3. Anh Phong à? Ừ. Tuần 3. Phong anh Phong. Anh Phong nào lên tiếng kìa, giao dịch đi. Gọi trả lời luôn à, áo thiệt á. Đây 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 của anh, của anh. Đây. Mình đang đánh thuê luôn á. Đây này còn sót đây này. Từ đó xong tên, xong tên, xong tên. Xong tuần này đó. Ai ké giao dịch với Thịnh đây em ơi, tiếp tục tuần 3 em ơi. Thịnh nhớ tuần 3 ghi lại nha. Thịnh ơi, Thịnh đâu nhỉ? Có một con này này. Từ từ, từ anh em cứ từ từ, đợi xong tuần 2 cho nó khỏi lộn em, đợi xong tuần 2 nha. Tuần 3 bắt đầu giao dịch nha. Ai chết nữa rồi kìa, ai chết nữa rồi kìa. Ai chết. Bên ta là Nghĩa, Nghĩa nè Thịnh ơi. Rồi, thí nghiệm nhiệm vô hả Thịnh ơi, quýnh đi. Thí nghiệm chưa vào được Thịnh. Nhất là thương vào rồi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Lên máu nè, lên máu nè. Chưa được con gái rồi. Đúng rồi. Lên nè. Rồi, ok rồi. Ủa, xe ai kéo vô vậy? Xe chạy vô Thịnh ơi. Chờ em xí, bốt chưa chắc mà. Từ từ, đợi xong tuần này đã. Xong tuần này. Xe tuần này lên tuần 3 nè. Ngày tuần 2 đã xong 5 người á. Đánh cả bang luôn nè. Ai có cứ góp vô phụ đánh hết. Rồi bị vô chết này, bị nhiệt đồ nè. Không khó bị chết. Nó vừa là thằng xả rác. Bới ra. Nhắn là Nghĩa ơi. Nghĩa ơi. Ok ok anh. Toàn đá phát sáng của anh Tăng. Toàn 2 cục 3 cục gì. Đứng im đó, đứng im đó, anh lên quăng lên cho nhạc. Đứng đó. Quăng hết mà, rác quăng hết mà. Không ao ạ, đi để sư phụ nhận thôi con. Không cả, sư phụ ơi. À Nghĩa ơi, Nghĩa ơi, anh comeback đây mà. Có việc tinh bột không cho anh xin mấy viên với. Đấy, mai đây. À nhạc này. Đấy, đi kinh này. Tinh hồng, tất cả các thứ. Đang ép đồ mà không có gì tinh luôn. Tinh hồng tại vì kinh. Không có cách chạy sức với mua. Một cái nhắc kỹ, thứ trúc địa. Thứ bảy rồi. Tẩy tiêu kinh kia, anh nhặt ra. Tinh hồng có hạch kìa. Không nhặt được, ai kết thúc, ai kết thúc ra nhặt đi, ai kết thúc ra nhặt đi, anh không nhặt được. Không, cho cái nó tí, tí, anh đứng đó là tí, anh cũng lập được anh. Ok. Còn một slot này để cho hơi cái này luôn. Ai có thúc được tinh hồng này ra nhặt đi. Rồi ok, nhặt rồi, nhặt rồi, nhặt rồi. Nhặt rồi. Rồi ai nhặt được boss giao dịch thải này. Tôi thúc đệ kìa, giao dịch thải kìa. Hơi giúp đỡ giao dịch này. Rồi giao dịch đây. À, một tinh hồng, một tay tinh kinh. Rồi tiếp tục, chờ con tiếp theo. Một bách bao rương, một nhắc kỹ. Tôi thúc đệ vô PT này, lên nhắc kỹ đó hút ra. Không em cứ đợi giữ đó thôi em, 200 xu cũng được mà, cứ giữ đó. Ờ thì. Rồi rác đây, rác đây. Mày cơ thúc boss ghét tao không có cái gì lọc được. Rác vừa bán rồi em ơi. Ok. Có cắn lại quế trợ tử giờ từ trước bệ có một, quế trợ tử đó không biết không. Một bát bà rương nè, nhất kỹ nè. Tiếc là hai đám nè, một tinh hồng. Rồi tiếp theo. Bán này gì bán shop lấy tiền cũng được mà. Đây, cái nhiều lắm. Cái hắn nó tí ở đây ai mà đảm bốt tặng cho mấy người bật hay bật chi đó. Ừ. Đâu, cái này toàn thiết hắn một cuốn em, thiết hắn một cuốn hả? Ừ, có một cuốn hả, chứ không phải bật đâu, không phải bật nha. Chặt, chặt luôn. Một cuốn không, ba lết chặt luôn. Bây giờ ghét điệp nhưng mà thiết hắn ta đéo lấy. Được hai chân sức này, hai chân sức này. Dạ, ba thiết hắn này. Ba bán lẻ cái mà ra chứ. Rồi. Nhật Giác cũng có, nó có cái niềm kiêu hãnh của Nhật Giác. Niềm kiêu hãnh sao cũng là đội trưởng đội Nhật Giác của Văn Ngáo. Ừ. Anh em mà thấy Excel, đang bot gần chết, cứ báo Khải Phi hoặc búp bùa, búp máu liền nha anh em. Đừng đợi nó dứt chức điểm nha anh em. Nó không việc ra, vô. Các thằng con cũng là không chịu. Nó bay nó bùng lắm, bay nó không biết bay nó có gì vui không ta. Mày nghe quả anh biết. Bên này chắc vẫn như chùa Bà Đanh ơi. Ừ. Chứ em thấy bên mình vui tải liền á. Bên mình tối làm content đủ cho rồi ép đồ ép đặt. Vui đi. Không còn làm content đứng đây nói gì vậy đó. Không thấy chả vui gì. Bên mình là vui nhất là anh Phong ca ép đồ gớp. Content bán rap.
chú bị lừa này, chú bị lừa cái ba này, chú bị nhiên lên cái ba nhiễm lừa này. Mỗi lần anh hôn trai bắt đầu rất là cả vang đó. Ảnh lừa liền kìa, ảnh lừa kìa. Anh chưa em chưa nói gì hết, hôn trai chưa được. Không đủ tâm chạy đi đâu em. Không được. Mặc bộ xe cho bùi đi anh ơi, mặc bộ xe cho bùi đi Vũ rồi. Vũ rồi, vô bùi đây thiếu bùi đam thấp quá. Ở đây ba con khác mà không có bùa không lâu. Ừ, không có bùa kìa. Đồ vũ đờ ta. Ném độc ông ta. Bùa không lâu anh ơi. Không có bùa luôn, mà đánh cái chín mấy ngàn biết nào sống. Vũ đờ đứng ngồi nè anh em, không chịu vô nè. Mọc bùa xe nè, vô đi. Vô bùi anh ơi, đứng vô gấp luôn. Đi từ vô gấp luôn đi. Vô gấp luôn. Cho nó vô gấp bùa luôn. Đi từ vô không chắc đâu, đi từ vô đây. Đi từ giống nào nè, đi vô. Đi đi. Không có bùa đánh lâu lắm, có chín mấy ngàn biết nào chết. Đúng rồi, đi vô luôn. Xuống ngựa. Xuống ngựa. Xuống ngựa đi. Nhanh lên đụng lờ mờ quá. Nhanh lên. Anh không vô nhanh lên, vô đêm bùa vô nhanh lên. Đúng rồi, vô trong luôn. Vô nữa, chưa vô. Trời, ông lờ mờ quá. Rồi ok rồi, bùa đi. Đứng im trong luôn, đừng ra nha, đứng im trong luôn nha. Đừng ra nha. Đúng là hồng nhà. Rồi đứng im đi. Đó, bùa đi. Anh lơ ngơ vậy. Thôi già rồi thông cảm. Có bùa cái 70k liền. Ừ, có bùa cái 700k liền. Ừ, bóp máu anh xã. Đây, 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 cứ bình tĩnh. Ok chưa? Được rồi. Ok. Anh đứng gần tí, anh phi vô anh lẹ. Đây, gấp dưới đam rồi đây. Không, lên 900 mấy, 700k liền đó chưa? Thiếu bùa á, để thiếu bùa á. Không được một phút một sẽ về, cứ nói. Có 5 động nữa là quýnh nhanh được rồi. Đặc biệt là hả ké. Ui mất máu kìa. Sao mất máu? Không máu hả? Đây đây đây, bị buộc. Đây đây, đỡ bóp máu, đỡ bóp máu. Ok chưa? Ủa, cái thằng đường mông hồi nãy là cấp cùng cầm đúng không mọi người? Ừ. Không, thằng đường mông khi nãy đi tấm kim á. Ờ, đâu, tiểu gì? Ờ, cái gì? Tí của nương. Tí của nương hả? Ừ. Còn cái cùng cầm là cái cùng cầm là giỏ đan mà. Cái cơm nó đổ qua thiên. Nó đổ qua từ hồi trưa đó mấy chỗ đó thiên đạo thiên rồi. Cái cơm thiên đạo hồi trưa nó thằng em trong cái kim đó tạo vô cứu đó. Rồi chuẩn bị có con chết, con mập giờ con họ chết nè. Con biết băng bắt thế nào nhá, đợt này thấy hoạt động thấy thiếu ảnh đúng không? Ừ. Mọi người đứng dưới không chuyện. Có mỗi anh đạ tôi, anh Tâm Thánh, anh ngồi trên mấy anh xây. Tao đại ca khu này. Đang phải lên để chắc là ngắm sông, ngắm hồ. Đấy là vậy. Lộn. Rồi, đồ con hỏi gần chấp lâu dữ ta. Lành đại sư đi ra. Lành đại sư vô. Rồi ok. Chưa được. Rồi được rồi. Lấy nữa anh ơi. Bùi ra. Rồi đánh đây. Tân Huy Đà Lạt đây là gì? Rồi đánh đây. Bây nhạc đồ này. Lấy bắt con quân rồi. Rồi, ở đâu rồi? Ừ, chưa rồi. Đây này. À, bà bánh trước đi. Hồng ái khỏi trả phi văn được không mọi người? Chứ cỡ phi văn đẹp quá rồi. Ừ. Phi văn chưa khóa hay lấy gì em? Màu trắng. Rồi, nhật độ. Thành ơi. Thành tự quỷ hơn. Quá tiểu cho thành ơi, quá tiểu cho hình đây. À còn. Phi văn chưa khóa hay lấy gì em? Quá tiểu còn, ok. Quá tiểu rồi đó. Rồi ok. Người chạy phía dân là quê mùa. Xem đây được gì vậy anh em, xem đây. Ủa, không có đồng rương nha. Tiếng thổ lô đây bị anh nhận, Nhận thế nhận, một quyền.
Hồi sát này. Còn một viên tinh hồng đây. Đây 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 đây. Cái này là ghét quá ghét không? Ghét quá quá. Làm chồng đồ rác của rác luôn nè. Anh đào được 4 cây tăng sức rồi hả? Ừ, lâu đào 4 tăng sức. Tuần này được 2 tour, 2 cái. Rồi, 2 viên tinh hồng nhặt rồi nha. Còn cái nón ở dưới nữa được hả? Đây, đây, đây. Rồi, nón nhặt rồi. Rồi, tuần rác của rác thôi, bán lấy tiền dạng này. Bóp. Ok ok, cứ bình tĩnh. Rồi sống. Quay luôn. Ok, một mình em hả? Mình thì đang đi salad luôn. Ok. Hai giờ là còn 3 con nữa. Còn bao mình đây. Bách dương bao nhiêu một thùng dương anh em? Bao nhiêu thùng dương? À, khoảng ngân kim rưỡi em này. Anh muốn trải nghiệm không? Dạ, sâu bao con. Bên anh quên mất hỏi là cái bảo dương trang bị tím. À, 50 xu, 50 xu rồi đó. 30 xu. Ôi, 30 xu anh ghé. Để mua 45 gương mở được vũ khí tím đó. Ừ, ngon. Lấy ba con này em. Hết tên đi sư phụ, hết tên sư phụ. Hết tên rồi, giao dịch đây. Anh đang đánh. Không ra được. Anh thì mua kích để kim 3 dòng. Có. Kích em 4 dòng. Bao nhiêu năm giờ mới thắng thằng boss? À. Ok, Chí Nguyễn nha. Hello Vũ Hoàng. Xem đồ mấy bên đợi tí nè mày. Boss này boss đại mà anh em, boss đại hồng kim mà. Boss đại hồng kim nó lâu chết đúng rồi. Boss đại hồng kim nó phải boss tiểu anh em. Xem đồ mấy bên, ok. Cao thủ giả làm mấy bên này. Con lông đao nô 1. Đó. Đâu? Có, đang đánh nãy cho gần chục con lý quỳ đây. Biết mình nhanh, còn 4-5 năm. Đây, giờ được hơn 30 triệu rồi đấy. Còn nhiều, còn thêm 20 con lận. Ở bên nhiệt độ này. Ông phong võ đang nô một server đứng đánh như thế này. Còn cái ông võ đang nô đặc biệt ông đứng ông nhìn. Bốt giờ giá như một con đó khai. Hello Hải Lê nha. Bốt đại tầm này khoảng 500 xu, 700 xu con bạn ơi. Còn lần mày boss xanh thì 200, đặc biệt 4,5. Hả? À, bữa nay mình mới được. Rồi chuẩn bị cũng thua chết này, nhặt đồ này. Rớt tiền thua lỗ không? Rồi, lần này đồ có vẻ xấu dòng ộp ngon nha. Bạn biết như thế nào? Bao tay này. Ôi, đai lưng ngon rồi nè, đai lưng ngon này. Này. Đó. Ui, đồ dày ngon hả? Ủa cái tu này ngon vậy? Tu bất thái rồi nè, bất thái rồi. Ui, áo rồi này. Vái lên toàn đồ đẹp không anh em ơi? Tiếp tục. Toàn đẹp không? À, ủa? Bạn phải về trong làng nhặt đồ. Đồ. Làm hết rồi anh. Con. Anh đang... Chuyện lắm. Trì nè. Đại lưng nè. Ngon nè. Để người ta nói tao không dành năng của mày đó là phù vậy. Ôi, đồ dày cũng ngon anh em. Ai xài đồ dày này cũng ngon nè. Ông ơi. Cho anh chim chơi chủ với Khải ơi. Đấy, cháy cái rãi rồi, cháy cái rãi. Ok, đây, nghe mời đây, cứ bình tĩnh. Rồi, đầy máu rồi, tiếp đi. Chưa được, rồi. Nhưng mà có phục hồi, còn 4 người đã bị bá quá nhỉ. Ừ, áo nó phục 10. Thế chạy thấu đi nha. Hôm qua, chẳng lập áo phản đồ gần kiếm ha, 2018. Ôi, phôi nữa này. Phá hỏa 25, có 40, chưa có phục hồi. Đây xin dạy thổ. Đăng ơi. 20 dạng em. Xin dạy thổ nhá. 20 dạng nữa. Ủa tao đụng nó trưởng mới ghét, nó đụng nó mọt vậy tao phát lại. Ui nó trưởng, ui. Mau rồi, nó trưởng nha, nó trưởng đâu nha, con mọc nha. Con mọc khó đánh nha, cẩn thận nha. Quên kia lấy dạy thổ không, ra bà bến nào mọc khó đánh nè em ơi. Đâu anh lấy. Không cần không kè, anh không kè. Vô đây, thiếu bùa kìa. Giữ đỡ ra mua đây. Ok. Hết rồi về mua luôn. Ui, bác không đem độc, ai bị gốc chặt gốc hay sao á? Quên mất máu liên tục kìa. Con chủ, ta xin 5 dạng em ăn chủ. Rồi, giao dịch. Gì bán phôi lấy khác ra tiếp tục. Máu. Đây. Không, con nghe mưa vô chồng không được em ơi. Con nghe mưa vô không được.
Rồi, anh phụ cho. Ồ, anh nói chuyện nó độc. Ai nói chuyện chúng ai á? Chuyện chúng ai đó. Ừ, nói chuyện chúng ai á? Má, lập thử hai lần có nói chuyện chúng ai á? Như cái đó nào trong con ạc đó không hả? Cái nón mà có em. Một ông luôn. Chuyện chúng ai này mất máu quá. Ông kia á. Nó độc. Không lụm luôn hả? À, đang đây Nam đọc bùa cho một người mười bùa cho. Đúng rồi, một người đứng lật gấp ấy, có một người đứng lật gấp ấy. Chứ này đâu sao đâu. Rồi, okay. Có một người đứng lật gấp ấy. Thời gian chờ boss chết hay mở phim heo cho anh em coi là vừa. Hello Đinh Nghiễn nha. Okay, anh ơi. Hai chục vạn anh ơi. Một trang sức. Giao dịch tiền tao cháu bút chúng tao vô thôi không không nhiều mất nha tiền theo đó cần món đồ này ai không hả ôi mày nó muốn chúng ai vậy ta ném đi muốn chúng ai nè cho anh nờ hai chục bạn cái này là không phải là tiền tao cháu bút tiền chúng tao vô nè không không cái này không lấy đâu lấy cái 40 cơ 40 mà bán anh ơi. Rồi hết máu nói nha, chạy vô tiếp. Con mọc hơi lâu nè mày, trong hôm này tiếp tục tuần 3. Bắt tay lại cái thịnh nè, thịnh nè. Mình bớt hơi trâu nha. 29. Ai đánh cái gì mà đánh bún bồ, tôi đem bún bồ. Bún bồ. Bắt Điều Phong mít ầu anh nè. Được, lấy quỷ kiếm vào tay với Ngọc Bòi đẹp hả chứ. Lên đam nè, cứ yên em vô rồi. Ừ, vô đi. Vô cho nó lên đam đó cho nó lẹ. 300.000 rồi kìa. Hồi nãy đánh 5. Ơi, về nhật đồ. Sao dưới tao không cỡ. Bình quá rồi. Chạy vô muốn tìm một tình yêu chân chính mà sợ vợ mình phát hiện thật là nặng đầu. Phải lòng. Hello chị Nghiễn nha. Có đêm vì không có tiền nên là ở đứng thành chơi cả đêm. Bút máu anh ơi, bút máu. Ủa sao bị giờ bắt máu lại ta? Không như là xe dính xe của ai á, nhưng mà bắt máu đâu. Dính xe của ngày 10 á. Đúng rồi đó. Ừ, dính xe ngày 10 không phải bắt máu đâu. Dính mất máu là nó rút cả đám. Nó rút đen thui người đai đầu đen đâu. Mới xem bé một tay làm chậm có 20, đúng rồi. Mất bùa. Bùa của vũ đạo đâu, thiếu bùa vũ đạo rồi. Không có 48 cây. Thiếu bùa. Nó mất đam vậy ta. Thì chưa có bùa đó. Thiếu bùa. Không có bùa này, có mình bùa nên em đọc anh nha mấy. Anh vũ đỡ có bút bùa, đừng bỏ cái bùa âm đọc ra. Em có rồi, âm đọc với lại âm thời gian đọc em có rồi. Bỏ hai bùa ra. Giờ anh bút có bùa còn thủ vật lý mà nó dính ra. Đấy, thấy chưa? Âm buồn thông lý nè, âm kháng tất cả, âm kháng banh, âm kháng lôi, âm kháng hỏa. Đó, bút 5 bùa đó là được rồi. 4 bùa đó. Cái không năm độc bùa thằng tí mình coi nó mà nè, nó phải đâu. Phù quê anh, nhắc ho phù quê đi. Phù quê mua nè. Tốt quê. Khi nào bơ tơ đi cà phê vú không? Ngủ đâu ngủ. Anh cứ chạy ra chạy vào đó. À, hết tiền đúng không em? Vũ đợi từ ráng 1 giờ ngủ anh. Đánh xong 1 giờ mà. Ờ tự nhiên đang đánh bị ngủ. Rồi chuẩn bị nhật con anh em ơi, chuẩn bị nhật con thứ 8 tuần 2. Nó còn con này ít quê hơi tử nè. Con này đa số là gần ấy quê hơi tử, tái quê hơi tử, chết nhiều. Anh còn sống, hai anh này còn sống. Lên. Rồi, tiếng lộ đặc biệt, không có gì hết nè mà, chán đời thế.
siêu phẩm nuôi một. Em giết boss mà em không có cái vòng hoa ta. Siêu phẩm nuôi một như tiêu diệt. Còn anh chỉ thả thôi. À. Đây, đồ đây. Rồi, kháng lôi 27 này, foil này. Sư phụ tôi thào hết rồi tôi. Sát thương lý này. Tôi được. Đọc sao? Rồi, tổng rác này mày. Lần này tổng rác hả? Còn. Rồi, tài nhiều setup đây. Lôi 15 này. Đọc sát này. Còn ai không vô dịch đây này? Lôi sát này. Rồi ai đánh giao dịch kìa, lần tuần thứ 3 đây. Đây tuần thứ 2 là có 2 vật phẩm nha anh em. Hai món này. Nói chung là 2 món bình thường thôi, không có xài được. Ôi cũng đem động cho nó nhặt đồ chứ vậy. Còn rác nha anh em, còn rác từ thả boss nha em. Từ thả boss nha. Tuần 2 này. Tuần 2 là Khải này, Vũ Đệ này, Thịnh này. Thịnh Nghĩa đúng không? Thịnh Nghĩa mấy bên đúng không? Đúng không em? Rồi ok. Đấy, rồi, anh giữ đấy, tính sau. Rồi, xong tuần 2. Từ từ anh em ạ, phù về mua máu mana đi nè. Rác này, rác quá trời. Có ai gửi boss không? Kháng lần đem con luôn đi, ai gửi boss nào đâu? Không biết nữa. Anh bảo này đánh cái con boss đặc biệt của anh trước ấy. Không có trang sức ấy. Từ từ con boss này để mà anh đánh đi. Thu lên đồng có đánh không? Mày đâu hình? Dịch ra đây. Tôi dịch cho con quần này. Ôi, phải dùng rác dữ vậy đó. Con rác dữ đó. Điều bắn 5 cái thôi kìa. Điều bắn 5 cái kìa. Chạy lên cái một lần có một cá thôi. Một lần giao dịch một cá thôi. Một lần giao dịch một cá thôi. Đỡ lộn ấy. Lộn nha Thịnh. Qua em đó. Em đập hết rồi. Một lần giao dịch một cá thôi. Hả? Tụi ba còn đúng rồi anh. Triệu bắn giao dịch cho Thịnh kìa. Quyền á. Giờ là anh em cứ mỗi lần một tuần nào dịch một cá thôi. Đó, khỏi lộn. Tăng cái giờ thách qua cho em đây. Rồi xong tiếp tục sẽ đốt tuần 3. Xuống như gấp nhóc hoa nhóc thớ được nha. Gấp trên thì thí thằng đào đánh trúng nè. Xuống gấp hoa nhóc hoa nhóc thớ mình dưới 6 giờ. Không thì cơ tử nó quýnh trúng xét á. Đó. Cái hạt nụ của nào của bác bèm kìa đi ra đi. Hạt nào của bác bèm kìa đi ra đi. Đi lòng vô quýnh coi. Cơ tử anh ơi cứ tử đã tìm vị trí á. No. Rồi, đầu xác em là đầu xác em bùa rồi. Ok đấy, vô từ từ từng ngạc vô, từng ngạc đánh được rồi. Thanh Di lát kìa, Thanh Di chạy khoát đi. Bộ đội chưa anh Vũ? Rồi, Thanh Di vô góc rồi, Thanh Di vô góc rồi. Rồi đem đi. Anh Vũ có gắn bùa anh Vũ ơi. Chết kìa. Từ từ nha, từng người thôi. Rồi, Thanh Di đánh đi, được rồi. Đang set up vị trí này mày. Đồ chết tiêu tôi. Thôi hiện tại chừng này người đang bước ra anh nè. Thành Di anh vô một cái đừng có lăn. Rồi đứng ra ngoài đâu nè. Chừng này người đang đi, đứng nguyên đang đi. Chừng này người đứng nguyên đang đi. Đứng im đi. Rồi thấy em vô ngay. Chưa có bùa. Bùa chưa có. Vô hàng gấp 10 đánh auto lên nha. Rồi Thành Di được rồi kìa. Hơi chút đợi chưa được kìa. Đi từ từ giống anh nè em đi nhanh quá nó bị á. Đúng rồi. Đã vô nè. Vũ bùa được chưa anh Vũ? Ui từ từ. Rồi ok nè. Rồi xong nè. Xong riêng khá nè. Bùa để Vũ ơi. Rồi đứng góc là mưa cầu tu. Đứng góc mưa cầu tu. Hư chút đợi chặt gấp rồi. Hưng đội chặn gấp mà Thanh Di này, hai ông này kẹt chặn gấp này. Thiên vào đó đứng được không anh? Thiên được, Thiên anh mới vô được em ơi. Thiên anh vô thành công rồi. Vô được không? Không được, cựu sát em này vô được ơi, cựu sát ngày mươi em này. Cựu sát ngày mươi em mới vô được này, cựu sát đây. Cựu sát ngày mươi này, rồi cựu sát đây. Cựu sát mới vô được nha. Con này bị thả, bị chặn gấp rồi, không nhiều công đâu. Lệch xíu. Bộ em này, bộ vô người em này giúp đỡ ơi. Trời ơi, ông Thanh Di, ông đánh được đi ra, hai người này chậm chạp dữ ta.
rồi, thấy chút đệ được rồi, thấy chút đệ được rồi. Anh chỉ được cái đang nhất là tí nữa, nhất tí nữa anh cho hư để. Rồi, được rồi đó anh, được rồi anh. Hai ông này cứ làng sàng áo vải. Nói rồi nói hơi bùng chứ cái này mà trong liên minh thì mà thôi, cứ cái đằng đó mà. Ấy vậy đó. Vô anh vô cứ anh vô mà đứng góc không được, xong anh kích dân này ngồi mất. Bóp anh này, bóp anh này, dính rồi, dính rồi. Dính nhờ, dính bùa chưa? Không. Thôi có người chết mẹ nữa kìa. Vô cái chạy ra giờ vô kìa, mấy người chạy ra giờ vô kìa. Ok rồi mấy. Bây giờ còn bố đọc gì nữa, còn vô ra. Anh Duy là ác quái, đi ra đây. Anh Duy của Hào Ca, Hồ Ca này anh đánh này đâu có được đâu, cũng sàn ra sàn vô. Rồi được rồi. Được rồi. Ok, thành công vị trí gốc rồi. Có hạt nào cả. Anh nhạc bước kiếm lấy bao là phi shop hả anh em? Phi shop. Bao sao, bố bao sao, có một bạn phố đỏ. Ok. Chết rồi, ngã luôn rồi. Rồi, tao bỏ luôn đi. Thịnh cứ đê lại đi Thịnh ơi. Thịnh cứ đê lại cắn vô tủ đi Thịnh ơi. Anh như cái gạch không ngon quanh. Rồi, bà tơ đi em ơi. Một người đọc hai. Chắc anh Bang. Chắc anh Bang. Cảm ơn đội ngũ đánh boss thật tuyệt vời. Ok, đừng có nhích nữa nè. Ai chạy vô kia nó gì chờ. Làm ơn, giờ hiện tại vũ đỡ bùa vô nghe mi em là vũ đỡ ơi. Nó bị lắc, bùa không trúng đâu. Hiện tại làm ơn, ngưng không vào nữa. Chỉ có Thịnh vào đâu. Thịnh vào được thì vào, con vào được thôi. Đứng ngồi không, em Thịnh phải vô mới bùa rồi mới đánh ngon được. Ôi, thiếu bùa thời gian trúng động nè em ơi. Bị lắc bùa không bùa được. Vũ đỡ cái bùa thì dẫn động, ăn bùa đi vũ đỡ ơi, thiếu bùa rồi. Bùa thì dẫn động vô. Má xong chết luôn rồi. Bùa thì dẫn động vô. Hãy rảnh tay di chuyển cho em có vòng quá. À ok. Ủa vòng em đang nhận mà. Lấy vòng tăng á. À. Chết rồi, ai chết rồi. Bùa dẫn động cho anh ơi. Thịnh BT à, anh vô nè, đến năm rồi. Hút cái dòng phòng thủ vật lý thì có cần từ từ tinh không? Có anh ơi. Mà cứ chạy ra thì vô hoài trời. Anh em mà dưới ngon mà sao ở dưới chết nhiều vậy? Thịnh phải vô được anh, Thịnh phải vô được. Thịnh đi từ từ vô đi em. Đứng bên kia kìa, góc bên kia đừng có vô nữa. Góc bên kia không còn vô nữa, góc bên này được rồi. Góc bên thì trái thì phải được rồi, đừng vô nữa. Thịnh em vô góc cũ đi em ơi. Thịnh vô góc cũ, ok em ơi. Góc cũ quen hay là góc nào? Góc cũ từ đầu á, anh vô nãy được mà. Góc cũ á, anh vô hai hạt bình thường mà. Chết mẹ em ơi. Chết mẹ. Thôi, đừng có vô là mất thêm 20 bạn nữa đó. Đó, chạy lên lại nè. Quỳnh mang 50. Ui, ngon bị búp. Ừ, không sao. Không có dính đau đâu, từ từ cho anh lên ở Thịnh ơi. Anh đâu có hơi bay bút cái máu vô anh Thịnh cái. Đứng im, đợi anh lên nè. Lên đam quá trời luôn. Bơ tơ anh đây gần boss chết, anh cánh may mắn cho. Thì cái nhà tôi yên ổn trong góc rồi đó nha, tôi ngủ rồi. Anh giờ cũng nằm ngủ. Vũ khó bùa liên tục cho vũ đợi, cho nó lẹ vũ đợi. Năm con lúc lập dí khải ngáo tắt bom trên bàn để trách cho vui. À Nửa máu rồi. Cái gấp 6 giờ thì gấp 6 giờ là dính skin của Yên Hiệu Trái. Còn gấp 9 giờ không dính. Đây là 10 con. 5 con. 5 con một lúc. Trong đam nhà nhanh mà, 5-7k đam nhanh không. Đừng đỡ ai chết nữa, được 5 phút rồi chết. Đừng đỡ ai chết nữa, ok. Ok, tân dọn gương nãy giờ. Anh em chuẩn bị tư thế nhận ra. Chết 5 con lần ấy. Anh em đam á, tắt cái ô tù cho nó khó chạy ra thì là cũng đi tư thế và tắt nhiệt đồ là được, tắt nhiệt đồ là được.
Anh em tập trung nhá, bot gần chết rồi này. Đây nhạc đô. Ngon. Tại vì cân nó bá long tận anh em. Cũng có long tận nha. Trời, toàn đồ 6 dòng này. Ôi, chị bánh sát 39 sinh lực. Toàn chị đấy, chị. Nhật ký. Rồi, xuống nhận tiếp, rồi xuống nhận tiếp. Cái nhật ký. Tiền thấu lộ này. Một đây à, có bình tử suy tinh ngon ngon ngon, bóp máu anh cả, bóp máu anh cả, bóp máu, bóp máu, bóp máu. Ok ok ok, anh thanh thánh nhặt một viên tiên thổ lộ đặc biệt này. Rồi suy tinh rồi kìa, đúng rồi, một ngập bội thánh nhiều quá thôi, thủ nhặt không đủ. Ai không là hán, hai tinh thần, một nhẫn. Nhớ kỹ ai nhặt, ui một phôi dây tóc, dây dây đẹp này. Ờ, dịch giả rồi hả? Ồ, giờ bán shop quá, lấy tiền nhẹ à, siêu phẩm đồ mòn nhạc nhạc kỹ. Siêu phẩm đồ mòn nhạc kỹ nhạc kỹ. Ok. Phôi này. Anh cái tiền hình lộn nữa nha. Tiền hình đặc biệt à, ok, hết. Rồi, anh em này có gì vậy? Đứng im đó, cứ ngồi im đó đi giao dịch thôi. Ừ, trời, đồ quá trời. Đồ quá trời. Có quả là một vật trong vườn anh. Một nhắn hả này. Ok ok. Rồi anh em ăn được gì dịch khải này anh em ơi. Bây giờ là bài cao cũng chết, cứ làm bài cao rồi nó chết rồi. Chỉ có thâm thánh, thâm thánh là tiền thổ lộ đặc biệt. Nhất hoa những thứ hai và tiền thổ lộ đặc biệt này. Thằng kia tao cho mày lên mid cho mày. Báo dịch anh khải. Rồi anh ơi. Bùi đã vũ được rồi, còn hai con. Rồi, tiếng hồ lộ tâm thánh rồi. Bác Kiều Phong được cái gì? Bác Kiều Phong nào rồi? À, một cuốn con lông tận đã nhận, ok. Bây giờ được 2 cuốn rồi phải không Khải? 2 cuốn anh này. Tí nữa, rồi nhạc tiếp. Bác Bảo Dương. Ok. Chết đi, ngồi chết đi. Bách Rương không? Bách Rương, Bách Bảo Rương. Bách Bảo Rương, Bảo Rương em đâu. Bách Rương, Bảo Rương. Ok. Nó thủy tinh, ngon, ngon, ngon. Có hai thủy tinh nha, hai thủy tinh nha. Ngon quá. Đứng như vậy luôn mình ha. Từ từ, đợi tí em ơi. Quá này ghét, cũng ghét luôn. Có tính dùm mà không biết là trả tiền cho mua ra tôi chữ. Mọi sinh lực lực, ok tiếp tục này. Còn cậu tranh thủ cho dịp đồ cả đi nha, để quấn nhà buồn ngủ lắm rồi, đến miếng cho đó nha. Người người dân lo dịch đi. Này, cuốn đây. Ai cũng thả ơi. Rồi, còn ai được gì nữa đâu. Hai đôi giày này, hai đôi giày xe này. Cái này giày xe mang được này. Hai đôi giày giày xe này. Vậy có gì kim nữa không? Tóc tóc làm chậm 40 dân bộ anh này. Ôi, ôi thì tinh một cuốn long tận nữa, một cuốn long tận nữa nha, một viên thì tinh nữa này. Nhạc rác anh em, nhạc rác này anh em ơi. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Cái gì thì tinh luôn nữa. Lục thủy tinh. Rồi đồ này nhân thẩm nhưng mà tao chưa cho mày lên mid. Giờ tao kêu mày lên mít thì mày vượt lên hiểu không? Đồ một ô trước ạ, à? Có chặt rừng. Một viên tinh hồng, viên ok. Thắng bất lắc, gần hái. Ừ, nó thắng bất lắc. Chia đi. Chia đi, là cái nước mẹ. Thắng đại đi mà nhìn gì nữa. Tôn lét không? Rồi, ờ. Hai chị, ui, bao tây. Ui, một đôi giày ngon nè. Mặc đồ khác hỏi trong cuối chợ. Đậu xanh, trời. Ui, bao tây ngon nè. Hả, chưa đắp xuống đó đi. Đâu thôi là đôi giày hả? Trời, đôi giày. Đôi giày này thiếu lâm nào mang vòng 3 thì mang được tao ngại nè. Trên 3 này. Quăng ơi, cho Lăng ơi. Tao thích cho người tao tay đi. Nè,
Trời, chó dùng một nữa nè. Cho tôi đôi giày cho con. Ừ, cho xe tầm này cứ mấy cái này giúp cho xe mang được, đừng đừng thỏa phí nữa. Vứt hết rồi, vứt vô đất hết rồi. Bất tay này nọ vứt vô đất rồi, đôi giày này chó dùng một này nọ ngon chưa? Đây, giao dịch. Rồi, à, Thịnh ơi, tụi này ai ai đến ghi tên em ơi. Đây, bên này còn bắt cửa rương nữa anh gái à. Ok, đến chụp hình lại. Dư một đôi giày làm chậm 40 dòng 1 nữa nè, ai lấy không? Cho Nam nè. Nam, dòng 1 luôn. Rồi, rồi. Ok, anh một chiếc, em một chiếc. Rồi, giao dịch đây. Ừ, được hai chiếc mà. Nó vứt ở đây. Ok. Ai làm đó. Rồi, ok chưa? Anh một chiếc, em một chiếc, có hai đôi thôi. Rồi chốt này từ từ nha, chốt này. Bắt vào rương nữa, Thái. Bắt vô dịch em ơi, bắt rương này. Bắt vô dịch đây, bắt vô dịch đây. Bắt rồi. Ôi, tụi này 25 một tịch nè. Nói chung là bó nhanh, vứt nhanh em ơi, tại vì nhiều đồ lắm, không kịp nhận. Được hai, tụi này được, năm con này được hai trang sức nữa nè. Cứ gom lại rồi mai tính nè. Rồi, gom nè. Có bó chơi găm nè. Dạ. Chỗ tụi này. Tụi này ngon nha nè, tụi này rất là nhiều đồ luôn. Bắp rương nè, hai trang sức nè. Bên này là boss này. Đây là em nè. Tụi này là đến đọc tên này, em đọc tên đi, thật ra anh ghi lên nè. Tên này là Triều Mắm. Rồi đợi chút, tụi này tên 3 nè. Ờ, Cô Lấn Rồng. Tụi 3 Triều Mắm. Rồi, Thủ Lĩnh Rồng. Rồi là thủ linh rồng là mod mod á. Ờ, Thần Tăng. No mod. Có là hồi nãy một cái đó hả? Tăng Vũ Đợ không? À, quên Vũ. Tuấn ba mà đúng không? Vũ Đợ ba con mà đúng không? Đúng rồi. Rồi xong. Rồi tiếp tục đây. Em set up đây, thả bot đi. Rồi nhích xích nhắc dùng xíu nhé. Ai giao dịch đây thỉnh tiếp tục. Đó, tuần này rồi nè. Được 2 mod mà hai cái này không có gì hết. Đồ nó dành này cho xe nè, xe mang nè. Tao làm đại sư rồi vào được rồi nè. Như nó cho mình lên mít chưa? Ngon lành nè mày. Mất kiểu không à? À, em nói lại nè, anh nào đam bót nữa thì bước vào đi. Anh nào đam bót bước vào. Ờ, ai gửi bót hả? Anh nào đam bót thì bước vào trong góc đi. Đó, ngày mai bán rồi chia anh em là ai muốn chia thì chia nè. Trời, là một đống đồ nè. Để cho con này vào đâm boss đi. Rồi, rương lên. Em lấy một tận này. Ok, anh đứng vào trong đi. Đứng ngay vào trong đọc đi. Xuống ngựa anh. Xuống ngựa đi bộ vào. Chưa được anh ơi, chưa được. Nhét vào trong rồi. Tuần nào cũng hai chân sức hết. Chưa được nữa, kẹt rồi. Hai chân sức hết. Delay đi xuống anh, delay đi xuống anh nó vào đi. Chưa được, đi ra ngoài luôn rồi. Này hai chân sức đi. Đi vào. Còn không, xuống đây luôn. Tin. Rồi ok, đứng nguyên. Đứng lại. Kích một. Rồi ok, được rồi đó. Thằng nào rồi? Chưa được Tình ơi. Chưa, Tình. Rồi được ok Tình ơi. Ok Tình. Thằng nào rồi đó? Booster nè, Booster. Xuống ngựa đi anh, xuống ngựa. Đi bộ vào. Chưa được anh ơi. Ta chưa được nha, ta play chưa được nha. Rồi, xong rồi luôn. Có chọc chỗ nè. Rồi, bút ta play chưa được anh. Chị, thiên bang chị, bán sốt mọi người nhanh. Bút ta play chưa được. Vô vị trí đi, vô trí đi em mà. Nhất định chị pháp. Rồi, đánh boss mà 4 cuốn thiên bang chị pháp. Chị pháp, sốt hết rồi. Ok. Bây giờ là tên này là Bắc Kiều Phong. Bắc Kiều Phong. Rồi ai nữa? Combat. Combat. Bắc Kiều Phong đúng không? Combat. Rồi. Tân Thái Tử với là Thần. Tân Thần. Thần X2. Thần X2. Rồi, 5 con đúng không? Đúng rồi. Rồi. Một bùa xe đi xuống luôn anh. Cố gắng phụ anh em, còn mấy con nữa em, mấy con nữa, cố gắng phụ cho hết mọi người. Còn 15 con nữa. Ok, 3 tour nữa. Đi bộ từ vô. Rồi, con được 6 giờ này, nó khả đi vô. Rồi, ok, xong. Xong 5 đọc này. 6 giờ được nha anh em.
Rồi lên thí hiện ạ. Ê nhắc, hồi nãy cái tuần 2, tuần 3 có một nhắc kỹ, thí hiện khải cầm nha, là kèm một nhắc kỹ. Tuần 3 này, tuần 3 vừa rồi có một nhắc kỹ hay là tuần 2 ta? Tuần 3. Tuần 3. Cầm một nhắc kỹ này. Tuần 3 có một nhắc kỹ nha, thí hiện đang cầm. Bóp máu. Chết mẹ con em ơi rồi. Đừng có vô nữa, chết kìa. Bố em số 1 đừng có đứng đó nữa. Chỉ đứng được chỗ con thí hiện mới butterfly sao này. Đến đang lên nghe mi đợi tới đứng im chỗ đừng đam là không chết đâu. Không đam là không chết nè, đừng đam nữa. Không, chỗ đó không cháy. Ok. Mình đi bọn bút máu thôi. Rồi lên bút máu. Đang lên sẽ đốt vị trí. Ai nữa không? Vũ đợi đi bộ vô. Không được rồi, đứng sát xuống dưới à. Vào trong nhưng mà đứng sát ở dưới. Rồi. Ok hết chưa? Vũ đợi chết nè. Cứ đứng xa là chết thôi. Thành Duy đứng đó nó, Thành Duy không đứng đó được, không đứng đó được. Đứng nó chết chỉ đứng 6 giờ thôi. À, đến thiên anh. Ờ, mấy anh ơi, em xin mấy anh một cái này, có ai mà muốn vô á, mấy anh nói một cái để tụi em biết, tụi em chỉ vô kia thấy chết luôn. Đến thiên anh này. Thôi chấp vệ đi bộ vô, thôi chấp vệ ơi, đi bộ vô thôi. Không trang ba lần này. Ai đúng rồi, đi bộ vô đấy, thôi chấp vệ đi vô đấy. Ôi không được, được vào đánh thử mới biết được không nha. Vào không đánh được, không được nha. Rồi, được mà, đánh được, đánh tốt. Vũ đỡ bùa chỗ đó là bùa được là thoải mái rồi. Bùa được, đánh tốt. Bùa chưa, em đam nè. Rồi, đam đi, tất cả đam được rồi, đam đi. Đam đi, thí nghiệm vô xong được. Mất máu, con em mất máu. Mất máu rồi, ảo rồi. Đùa, mấy góc này chết ta. Nó vô lại thiên, vô lại thiên. Thiên em chết luôn hả? Thiên khai vô nè. Rồi. Thiên khai vô nè. Quay tắt auto chứ. Ôi, má chết nè, đéo được rồi. Nhạc luôn đi, nhạc luôn đi. Còn một đống tiền nữa anh em ơi, vào nhạc đi. Vô góc đi em ơi, vô góc đi. Rồi, thần ok rồi. Từ từ vô lại. Thần cứ đam đi, anh em cứ đam đi. Vô từ đi, hư chút vô đi em. Cứ vô từ vô rồi mới bật auto lên là được. Ui, thần sống chết rồi, sao lạ vậy. Thành không đam được hả ta? Cái băng rồng quấn dính rồi. Còn... Ừ, cái băng rồng quấn dính thành sao á? Còn mà này... Cái băng rồng nó quấn dính ạc butterfly á. Thù ở butterfly đi. Còn butterfly không đánh được. Không đánh trúng con butterfly nãy vẫn đúng. Ừ, búp này đứng đâu chết được đâu, búp vẫn sống nha. Vô góc lại đây. Rồi, Hưng vô góc của em Hưng đam rồi em. Ai lại vừa chết ngược rồi. Vô hết góc mưa đánh anh em. Ôi không được rồi. Góc dưới là đánh không được. Rồi, có anh ok nè. Lên lên đánh được. Góc ở dưới này đánh được. Chỉ được góc 6 giờ thôi, góc 9 giờ không được. Rồi vô lại góc đi. Mấy cái máy thiên vô sống được á, sẽ thiên sống đó. Đang trúng em. Đang trúng em, áo vậy. Trời. Đang trúng em kìa. Trời là trúng thịnh đây. Ồ. Nào đem thủy tinh qua. Tốt nhiên qua shop bên thủ tượng của tao ngồi bán kéo vậy bay. Cho tôi cái bao tay đi ông Tân. Cái gì? Đi nãy giờ bao tay kia được lại được. Ngồi bán sớm hết rồi. Không cách được anh 20 bạn. 20 bạn qua lớp đi. Không có được. Rồi đứng ngồi được rồi. Thôi ai vô được thì đứng vô. Giờ không. Không qua sao đánh anh. Đủ hai à. Không qua sao đánh. Hay dưỡng ta. Anh đâu anh mua. Anh qua anh có tặng đi tùy 20 bạn. Anh em mua gì cứ có hội vững.
mắt nguyên cái đó, thủy tinh tinh lồng hạch nó quán quá trời, nó quá mạnh mẽ. Thành niên lượng tiếng mà quán nữa chứ. Má góc này canh nhờ, góc này canh, anh em cố gắng vô từ từ mở đam anh em ơi. Vô không dính đam thì được. Hôm qua em vô đam thì nó lại dính, dính đam của em. Sao không em là bị đam ta? Ừ, sao không em là bị đam? Em vô góc cho nó chuẩn, nó giật cái tư một cái rồi, được cái thành, được quá. Góc đó được quá. Anh đi. Được chứ, được anh này. Không dính. Dính không? Đâu rồi, anh này cũng đem đọc anh đứng bên trong đầu dính đâu. Đó. Đọc anh quấn từ này luôn, từ đầu đến giờ luôn. Mà sao thấy lại chết. Nếu không á thì không chết, còn đam á thì anh lại dính. Có hiểu. Cứ báo anh đâu, báo anh đâu. Rồi, đang dẫn em 10 lên, chết rồi. Úc Lý ơi, anh bảo này em bây giờ hết tiền vạn, em cứ ra mấy chỗ xin boss này nè. Tiền vạn nhạc, con tiền cơ tử rồi đó. Con đánh lên rộng á. Nhưng có điện, có con tiền cơ tử nó khó đánh thì sao á. Đó, nó lao động đó. Đó, chết ghê liền luôn. Khó, khó tiền cơ tử á, đủ xanh được. Con quỳ giác mà, con tiền cơ tử mà. Sai tiền cơ tử luôn. Bút vô thôi à, bút vô vô máu không? Bút vô máu. Bút vô. Trời, vú mẹ của em chết rồi. Cái này cũng dính đam đó. Tôi không đứng dính đam không? Hiện tại thì không thể dính nữa. Mà đánh thử. Đánh thử một cái rồi đó. Đánh thử một cái rồi đó. Ôi, đụng tiên chết nữa ta. Đúng rồi. Thế, có quyền giác cho bỏ đam. Ẩn đam, ẩn đam. Có quyền giác ẩn đam. Đam mà. Vậy là cầm giật, phải cầm một con lông bùa đâu, con lông bùa. Ờ, đưa con lông bùa ra. Con quyền giác ẩn đam chứ không quýnh mình. Ừ, chứ mà nó quýnh mình đâu. Con quyền giác đại sư kìa, em không đánh là không sao. Ừ. Đúng rồi, cầm cầm con bùa phản đam ra, cầm bùa phản đam ra. Ông nó hắn có con bùa đó không? Dứt ra lên tầm đó. Con bùa anh ngoài má kia rồi. Ờ, để em dạy ra, em dạy ra. Ừ, phụ con bùa đủ đúng rồi, con hiền sát đại sư nó bằng đam. Con quyền giác đại sư đứng dần dần đó kìa. Má dạ mà không đại uống thì má nãy giờ nó uống xong mà bún vô thì mình lại chết, mà không bún thì thôi. Đúng rồi. Thấy nào, nó bún mình đầu chết rồi, thấy chưa? Rồi, nó bún không sao. Rồi, vậy, ok, thêm thêm cái bùa con lôn rồi đánh tốt. Rồi đó, bún đi, chết tao làm chó. Vô góc đây, vô góc đây, từ từ vô góc đây, thịnh này nọ vô góc đây. Rồi đó, vô góc đây, đủ sao. Nãy giờ thấy anh không để cho người nhắc nhìn qua thầy về phải đi cái bùa con lôn nha, gần hết để cái bùa con lôn. Nói chung là cho con lôn đứng gần nó luôn, tự động nó bóp cho con lôn đứng gần nó luôn. Nói chung là anh em thấy sự quan trọng của tân chưa. Ừ, bài gác bởi vì đây lúc mà thượng nó đánh vô rồi chết, anh nhìn vô rồi nhìn thấy người giác đại sư là mắc cười rồi. Thôi bùi đây, bùi vô đó, ok anh em. Má có hiện giác đại sư thần đam đậu xanh. Ok chưa, ok chưa? Ok chưa? À, mọi người không? Ôi, có việc cá. Có chiếc. Rồi, đợi bố chết rồi, nhặt đồ nè. Năm con tiếp theo. Nói với hiện tại nè, hiện tại nha. Hiện tại mình đừng ai nói xấu. Mình... Ông chơi đó, ông tắt rồi, ông tắt cái bùa bọn đàm. Lệnh chịu đam luôn này, anh em thấy không? Gơ không? Thấy chưa? Mấy anh ơi. Cầm băng mình. Trời, anh chịu đánh được rẹt luôn em ơi. Rồi để em mặc bùi kia về đi ta. Mà cái bùa thôi, hai con đi. Hai con đi, búp, cứ auto cho nó búp bót liên tục đi. Hết tự động búp. Búp đi, búp đi. Auto lâu lâu. Mình đi hoạt động, mình đánh bọn thú lâm vào, lại búp cho nó ra. Thì đó, thì có con lông bùa, nó phản, nó giảm bùa, giảm đam mà. Quan trọng lắm á. Quan trọng lắm đó. 35% đạo. Các bạn nghe mày, đó con lông bùa ấy hợp lý luôn. Anh giữa đầu anh lành đại sư, anh xuống dưới giùm em cái, anh đánh này anh đánh anh mà chết em kìa. Là đại sư à. Thôi ông kia, ông kia đủ ông lành đại sư còn tí máu nha. Đây là quay bóp ra, quay bóp ra, quay bóp ra. Lành đại sư giữa đầu đi xuống dưới giùm em, quay bóp, đừng quay bóp ra, đứng im đấy. Rồi đầy máu rồi, đầy máu rồi, ok chưa?
đứng một mình không sao, ông bắt đầu ông vào cũng bắt đầu à, đầy máu rồi, ok chưa? Rồi, ok, ok. Đàm boss thế này mới sướng nhỉ? Trời, cũng chịu mấy. Thí Yên nè, nhanh trí, phi tốc đại lực lên. Đó. Má hàng gì không ngủ độc của em chữ. Chữ không bị phản đam hàng gì nữa. Ờ, cũng nằm độc anh, nó chữ tự động cuối đầu chết tại vì nó đâu phản đam. Nằm độc nó yếu em. Nằm độc nó yếu, nó giật đam từ từ á. Cái à, tấu thêm mình với tử nữa. Ờ, mình quá tử rồi nè. Ờ, cái đó thì không sao. Thế nhặt được một đống mà. Để ấy nha, tắt em muốn vụ vẫn đam liên tục vậy chứ không là... Trời, lên đam 1.5 triệu rồi nè. Rồi vèo luôn. Nó nằm bữa. Ủa, vụ vụ đỡ búp bùa âm thời gian chống động vụ rồi, vụ đỡ. Cái bùa xung quanh á. Chết lành đại sư kìa, chết lành đại sư luôn kìa. Ờ, chết lành đại sư. Nằm bị kìa, chết lành đại sư. Rồi, búp rồi. Anh đi ra luôn đi, để mình em đã đứng góc hàng không. Không ai làm gì em ấy. Khi nào con búp phi vô kia là mất thời gian. Nói chung đánh dần là được. Đánh dần là nhanh là. Rồi, bây nhận đồ. Hồi nãy nó lên 1.7 mà thiếu mùa gì cũng rất còn mùa đến trăm bạc. Thiếu yếu mùa thời gian chúng động em ơi. Móc mùa thời gian chúng động. Con Nam động anh không mùa chúng. Vì sao vậy ta? Mọi người có thấy không? Bây giờ còn có Nam Tam kìa. Bả Tam kìa. Ừ, chứ bị rớt rồi ta. Miễn chịu mấy mà ta. Mà có, còn được một của em đi về. À, giải biểu. Đó, à, chiều đấy. Chiều mấy rồi đấy. Điều quan trọng quá. Ừ, điều quan trọng. Dạng, đường mong có một sơ vờ. Ừ. Có một sơ vờ mà ăn 2 kiếp chết chắc. Ừ. Chiều. Mới chiều. Thôi, có được một lần cũng gật rẹt liền em. Rồi, chiều mấy kìa. Má ngờ mày liên đấu tầm tốc 110. Tốc 110 đánh là chiều nói. Rồi, cái miếng bánh nha anh em, cái miếng bánh nha. Cám dạ. Rồi. Đủ rồi, không cần. Mà đủ bố, rồi anh ơi. Bóp bùa cho em, thôi bóp bùa cho em cái. 8 slot rồi. Phun bùa đi anh Tâm Thánh, tăng bùa vô anh em ơi. Rồi, mời nhận đồ anh em ơi. Nhận tất cả. Rồi, xuống mắt nhận một ô trước đi. Nói tất cả nhiều chặt quá, một ô trước, lấy mấy cái quan trọng trước à. Rồi, chết boss, lượm tiền. Mạnh thường lương rồi các kiểu cũng đã điếu rồi nè. Tụi này tụi 4 rồi, tụi này tụi 4 đúng không? Tụi 4 rồi. Mạnh thường lương là chết đầu tiên. Lớp. Một thị tinh, một chiếu dạ. Quân dưỡng thì ngon. Nhận tất cả. Rồi, hai chân sức được. Chân sức ngon chiếu dạ ấy nha, đặt cọc rồi. Ôi, một đôi giày nữa, ai lấy cho xe nữa nè em ơi. Mấy đôi giày này cho xe mang này. Tôi bước rồi xíu làm anh. Đó. Bột tay. Đó. Chiếu giả thời hạn 7 ngày. Tôi làm giọng 40 chắc cũng có nhiều. À không cắn quý thơ tử bên cạnh đâu. Có mà anh mới cắn mà. Sao không có. Mới cắn. Cắn luôn á. Ờ có cắn rồi. Mới cắn. Cái đuôi dây này không có chút gì được. Thêm được một trang sức nữa. Dưới còn đông. Ok thôi. Ba bút buồn chiếu giả đi. Anh. Dạ. Con anh chiếu giả đi. Đây chiếu giả đây. Đây. Rồi, được 3 trang sức nè. Một thị tinh. Đâu chú già đâu? Dạ, vô lái nè. Đây, tăng rồi. Úi, đủ xanh mắt viên mình sao chết vậy? Rồi, bùa đâu? Bùa đâu? Chết rồi kìa. Bùa quá. Chú già kìa. Má, không biết. Bùa đâu, ok, má phải rồi, bắt bùa. Hóc bùa đứt, anh đeo tô bùa mà. Máu mình thì chết, máu chết mình rồi. Tục không banh, máu mình tục. Má chết thì em rồi, em lên lại. Bị sao, nãy giờ anh đang đeo bùa, cũng đâu anh bùa. Không sao, chết mất cái 2 hạng thôi, tiếp tục. Tôi dày 142 lấy đúng không? Đó, nó dày 140 mỗi phút đó. Cho xe mang được anh em, đỡ phải ép. Nam nữ à? Nam. Để đấy giờ nó cho 86 tre chứ. Mua rồi cho nó luôn. Còn ai lại không tôi vứt cho ông tên bản đồ tiếp này. Mất rồi. Bỏ ông rương rồi ai cho thì lóc đưa thôi. À, để chưa 86 tre là hoạt động á, mình mua cho nó đồ luôn. Rồi, dứt. Sao mà không ra thì này
toàn sức mạnh trên sáu tư rồi này. Có cái mùa không? Cái gì? Game em cần. Được 2 chân sức, 3 chân sức rồi nè, 3 chân sức này, không có gì. 3 chân sức. Có gì rồi. Một cái tinh. Ừ, tí nữa mai đi. Mai anh Nguyễn online lấy cái đai cái nhẫn lại. Còn 3 con để chết 2 con. Hôm nay ban mình đánh chắc khoảng 30 con bot nè, 30 con bot đại nè. Anh em đang xem cho một like chia sẻ chơi đi nè. 180 triệu không nhiều đó. Ôi, sao chết nữa, đâu xong. Quá. Không có nha, đừng nói thừa nha. Có bùa sao thiên anh chết ta. Láo bùa. Bùa rồi. Áo phải lên. Đó con ống nó để auto bùa luôn mà cứ bùa. Áo phải. Kích cái dòng đánh bot á, tự động nó mù. Đi xem tiếp. Làm gì đâu cho tí máu đây. Ok. Thì thoảng nó vẫn bị... Vẫn bị mất máu. Có gần chết chưa nè? Gần chết lên này. Lại. Một hai đạn nữa này. Ơi, mình nhận đồ. Nào luôn. Con ga ngủ hả ta? Ga đứng treo bạc nhật thưởng kinh nghiệm mình chết đi đâu rồi. Anh bị cú sốc tâm lý rồi. Cú sốc tâm lý thiệt hay sao? Từ cái phôi xong rồi tới lực ép. Ép ông một khó lên. Ông một khó. Em phòng cũng 9 là 23 đó anh. Ít đâu. Bữa anh cũng 8 tiêu tử rồi anh cũng 9. Buồn năng độc anh ơi, buồn năng độc anh ơi. Năng độc Vũ ơi. Buồn năng độc anh ơi. Vũ đỡ, thiếu buồn năng độc. Rồi ok, cái buồn âm độc ấy, không? Cái buồn âm độc lên nó chịu liền. Nó không phải qua đây, buồn âm độc của tên. Rồi. Chỉ là bị chập nữa. Nhạc nè. Báo em ơi. Tại thì cần. Bạn không thể nói của người khác. Của ai bà ta? À, tại vì cần tí mới nhạc được. Siêu phẩm nó 1. Siêu phẩm nó 1 à, ok rồi ra nhạc. Vô BT nè, cho nó vô BT. Vô lưng bật tình. Ok, bơ tơ. Chào bạn, siêu phẩm nồng 1 rồi, bơ tơ. Nhạc ra. Thì yên luôn kìa. Thì yên, vô thịnh luôn. Thịnh ăn kìa. Thư trúc đệ. Vô lưng tật này, nhạc lưng tật của ai nhạc ra. Nhạc đi. Ở dưới thị tinh ở dưới. Hương trúc đồ xuống nhạc đi em ơi. Xuống nhạc đi em xuống lấy thị tinh nữa. Xuống nhạc đi em ơi. Rồi, thị tinh lớn rồi nha. Hương trúc đồ nhạc lưng tật đi em ơi. Còn tinh hồng ở trên nữa kìa. Hai viên. Nhẫn lọc bộ kìa. Đây. Đây, bên này vứt rác nè mời. Nè. Vũ đệ nhặt tinh hồng hai viên nè. Tư trúc đệ nhặt qua là một vật nè. Ai lấy thiên vương thương pháp không? Có anh ơi, giữ đi đó anh ơi. Ôi. Xem có ai này có trang sức gì không? Có không? Ôi, đôi giày ngon này nè, xin chào thổ đâu. Cho luôn này nè em ơi. Còn... combat á. Còn kim này, combat đâu rồi, giày thổ ngon này. Đây em ơi. Đây, giao dịch này. Ừ, thằng này xong toàn có lắm một tập 3 con đó nè. Ai cho mày lên mít chưa? Ừ, nhân phẩm. Rồi, tuần này được 4 trang sức nữa nè. 4 trang sức nữa nè. Giao dịch này, combat này, giao dịch này. Anh em có giao dịch này mời. Gom hết. Tuần này tuần 4 rồi. Tuần năm nay em gom đồ tuần năm đây em ơi. Em gom vào phẩm tuần năm kìa. Combat có gì đâu. Combat có gì vậy? Không có. À. Có vũ đệ. Giao dịch. Đâu giao dịch. Đôi giày này ngon này. Giao dịch đây.
dịch đôi giày này chịu khó lên đảo cho xe mang đẹp luôn. Ờ, tới vũ đệ hai viên tinh hồng nữa. Ơi, là xong chốt con này. Rồi giao dịch em ơi. Vũ đệ hai viên tinh hồng đây là chốt luôn. Rồi xong. Bốn trang sức, bốn sức bình thường hết, không có gì vip nha. Cho anh em xem lại. Vậy ngọc bội, ngọc bội, ngọc bội đó ép hiện tinh thôi. Một cái nhẫn sức mạnh 16 vòng 2, chắc cái này lấy hiện tinh nữa làm gì. Rồi, chốt tuần này nè. Hai hiện tinh, một lòng tịch, bốn trang sức hết. Tuần này cũng bình thường. Thịnh sao rồi, tiếp tục tuần mới nè em ơi. Tuần 4 nè. Anh em ai gửi nữa. Tuần 4 mạng tiếp kìa, triệu mạng tiếp. Có triệu không tiếp. Giao dịch luôn làm luôn đi trời, phát công giao dịch quá. Đây, tuần 4 mấy người phòng combat tăng 2, thật. Giao dịch nè. Nè, xong chưa, thật xong chưa. Mỗi lần một tu này được 1%. Giao dịch 3 cái lượng thật ngay. Ok. Còn ai gọi nữa không? Tụi này Thần ơi. Tụi này anh đang like, anh đi ép muốn trang sức luôn nha. Gà gì anh em tự hưởng nha. Đây. Để mua thêm mấy cái mana. Ép trang sức 10 vạn rồi mình bỏ ép luôn nè. Giờ mua mana ở đây. Toàn rác anh em ơi. Chiu. Tinh 1 nha. Rồi đổi lại hiện tinh 1 này. Tinh 4 tinh 1 này. Hiện tinh 1. Thịnh ơi, gì à, em giữ tuần 3 với tuần 4 luôn nè em ơi. Cái gì em phát cho anh em này. Dạ vâng. Thịnh giữ nè, cho anh chập rương rồi. Còn tuần 1, tuần 2 là của anh mà, là anh giữ ấy. Thịnh giữ nè. Tuần 1 okay, anh chia, tuần 2 để em chia. Ok. Tuần 1, tuần 2 anh cầm, tuần 3, tuần 4 em cầm, ok chưa? Dạ vâng. Anh có chụp hình đây đó rồi đúng không? Đúng rồi, đang còn thông báo ấy. Có mày, cái gì mày bán. Để chập rương quá. Ôi ơi, từ từ nha, còn bên thiên này, bên này còn một cuốn tay kinh nha anh em, thiếu cuốn từ từ nha, tuần 4 có một tay kinh nữa nha. Đấy chút. Thiếu hình tuần 4 nè em ơi. Tay kinh mà hồi nãy em nhắc anh rồi. Ok ok. Anh bóp đây bị nào. Để tới, anh đang lấy cuốn tay kinh nè. Hả? À, bóp phần thông báo. Thiên kết thúc được tay kinh. Còn đâu, phần thông báo có thấy đâu. Chấm công bóp hạt, chấm công của bóp hạt. À, chấm công bóp hạt. À, tụi này một cặp một tử một cuốn tại Việt Kinh nữa để chụp hình lại. Để chụp hình lại nha. Đó. Má mở đồng hương luôn cho nè. Con nghe mi nè, Thứ Yên nè. Tại Việt Kinh nữa nè. Tại Kinh kết thúc boss là tự động dân rương luôn. Ui. Ui. Một cái hai cái tiền động luôn hả? Đó, được một bộ ba đông tại Việt Kinh. Rồi cứ giao dịch cho Thịnh tuần 3 tuần 4 rồi mai em tính cho anh em nữa. Một hình tinh 1 ghi rõ ra lại nè. Má mở cái rừng tiếp là 2 rồi, là 2 đồng xu là tảo thì. Ừ, ngăn 2 mà em. Là tảo nè. Đây là tí. Xóa tầm hình lại nè. Rồi em gì Thương Dương Bách. Thương Dương Bách anh giao dịch tuần 3 tuần 4 nha em nè. Anh ghi hết kia nha, Thịnh giữ nha. Còn tuần 1 tuần 2 anh giữ á. Đây, Thương Dương Bách. Đợi chút anh nè. Giao dịch ra rồi. Từ em ngày mai em bán chia nè. Đây, giao dịch em ơi. Tên này anh bán, tên này anh bán dễ hả? Thì người ít chia bán nhau cho nó lệ. Còn lại ví dụ như 3-4 người tự chia nhau. Tụi này là tuần 4 nè. Đó. Xem trên tấm hình đúng chưa? Xem trên tấm hình chết lại đây. Đấy, tuần 4 này, ok nè. Sau đó là anh giao dịch tiếp tuần 3, tại vì anh chặt rương rồi. Ok chưa? Rồi, tuần 4 này. Thi tinh của anh em mình nhiều quả chữ. Xong chưa? Rồi, tiếp tục này, anh giao dịch tuần 3 này. Anh em đợi chút nha. Tuần 3, 1 bát và rương, 2 và 5 vật tịch, 5 thi tinh, đủ 1 tuần 3 ngon, 3 tinh hồng. Tuần 3, 2 và 5 vật tịch này. Mấy anh có thấy là tên nào mà có anh Dũng là tên đó. 1 bát và rương này. 5 thủy tinh này, 5 dương thủy lục này, đỡ nó chậm hơn quá. Ok. Rồi. Ai bù anh? Ai bù ta? 4 tinh hồng.
Có không, Khải có ném độc bùa. Ném độc bùa Khải chỉ bùa hai cái bùa bùa chiến thôi. Hai chân sức này. Rồi cái món này là hai chân sức này nè. Em tự chia theo chia nha. Được cái nhận kháng băng 20 cũng được nè. Rồi. Tuần 3. Không thiếu gì không? Tuần 3, 3 tinh hồng. À thiếu tinh hồng nữa chút. Giờ anh chặt rương quá. Anh Vũ. Mà thôi anh full nạp mà rồi anh bạc nam rồi. Em dịch không à, em hot bé không được cái này. Tuần 3, 2 trang sức này. Đó. 4 tiền thổ lộ đặc biệt, 5 thị tinh. Rồi em kiểm tra là tuần 3 đây, thiếu món nào không? Kiểm tra tuần 3 đây. Okay. Đó, em thiếu món nào nha. Rồi còn tuần 1, tuần 2 anh đang giữ, ngày mai tính. Thôi. Có chặt rương, rồi ok. Thôi có thích không? Làm gì? Đánh tới cuối luôn đúng không? Ừ, lóc lóc cũng 5 độc, Vũ ơi. Lóc mát ngô độc bùa của anh Vũ á. Lóc này ráng đánh thêm 10 phút nữa xong mà hai tu nữa đúng không? Nhắn qua đi cậu á. Hai tu nữa xong đúng không? À, ok. Không có kiện giác đánh đi, có cũng được, có bùa rồi. Đánh đi. Có thủy tinh không? Anh vừa mở ra được cái tay. À đam đi anh em ơi. Còn lục con không? Toàn lục không à, toàn lục không à. Lục không ép được bao tay đâu anh ơi, tử. Rồi đang tiếp tục đem con tiếp theo nè mày. Hà nhân ngã. Em đã được 4 con cho anh Tán. Nào mới 4 con rồi hả? 4 con nãy giờ tụi này thiếu ra của ai? Không, cái này chúng ta có hư tốt kiện thôi. Ok là em mới hư chống đỡ đúng không? Tụi 5 nha. Giờ mình vô thả được không ta? Được, đứng ngay góc đó vẫn thả được. Đứng ngay góc đó thả luôn. Ê, vô thả đi không sao đâu. Đứng ngay góc đó luôn. Coi như thả chập ruột răng cái là toàn cả đám nha. Do mưa sao banh á, sợ em không đúng vị trí á. Tắt thiên nha. Ok rồi, tắt thiên lại nè mày. Tắt hết thiên đi. Cho nó chập ruột răng cái nó công á. Ừ, anh tắt rồi. Rồi, đợi cho nó hết thiên, cho nó hết dòng sáng trắng nữa. Hết dòng mưa sao banh nữa, mới thấy đường. Tắt luôn con lông xét này em ơi. Tắt con xét này thì nhận đỡ lại. Rồi để cho nó vô nó nhìn lại giống như góc cũ này. Mua sao băng ngoài đó. Mua sao băng ngoài vậy? Có bắt của cô bác. Không, anh có đánh đâu. Một mua sao băng đang đánh nè. Như là của Tâm Thánh rồi. Vũ em Vũ đỡ à? Không, đánh đâu. Mua sao băng của Tâm Thánh sao á? Mua sao băng Tâm Thánh đó em ơi. Thôi em canh em thả đi. Không sao đâu, canh chính xác vào. Hai bậc thang ừ, hai bậc thang, từ hai bậc thang ngồi á, đi nhẹ vô. Ở thấy rồi, thấy rồi. Rồi thả đi, đúng rồi. Thả đi. Ok rồi. Rồi, rồi. Tiếp tục, đánh đi. Vô lại gấp cái ô tô lên nha. Nãy tuần này là tuần 5 là 5 con này nó khoảng 18, mình ăn 18 con rồi á. Em còn 7 con trong rương nữa. Ừ. Tuần sau 7 con rồi. Thì nhớ tí của 7 con của em riêng thả nốt. Ừ, tí là 7 con cuối kia thả phóng 1, 7 con luôn em. Thả nốt mà đánh. Trời, vô bộ đánh đi vậy. Nghe không? Lên bộ gờ chưa? Kinh nhờ, cứ 800 700 đa số. Anh Thái. Hả? Hôm ấy mai em mua lại bài bóp như lại về cái tối rủ kho 3 thử kinh nghiệm này. Ừ, cũng được, hợp lý. Được rồi, anh em mình càng ngày càng khỏe rồi. Đồ thì cứ tầm 3-4 ngày làm 20 con, 30 con đó. Gom mua 300 xu của em, 200 xu gom rẻ thôi. Nó đéo đánh, không nào đánh được đâu. Không nào đánh đâu. Ừ, cứ gom đi, có tiền bán đấy. Gom vô nhiều mà đánh. Anh em là hưởng kinh nghiệm, phụ đứa gì phụ rồi. Có được lọc thì nó gửi cũng có thôi, đó. Đừng có mong. Được kinh nghiệm là vui rồi. Đàm lên nhìn quá đã luôn nè. Hơn triệu rồi. Bớt rồi, bớt 1 triệu rồi. Có ai chết ông bơ tơ lại Thịnh ơi. Giải tán đi làm đại sư ơi, giải tán đi bơ tơ lại Thịnh. Bơ tơ lại Thịnh ơi. Dạ. Em đang làm mô mà à, ok. Giờ cho nó bình phi tóc. Cũng cho nó lệ. Đánh sáng mới chết hả? Làm gì tới nè, 5 phút chết nè em ơi.
5 phút chết. 5 phút chết 5 con. Bây giờ là 5 độc, bây giờ là 5 độc. Thái ngáo, thái ngáo. Bạch sư Bạch Long của em. Bây giờ có mấy ạc đam rồi. Bây giờ là thái ngáo kìa, bây giờ là thái ngáo em ơi. Thái 5 độc em. Thôi kén nguyên bánh. Đạm nhà, ê, nhảy nhảy. Trời ơi, chịu máy luôn kìa. Bây giờ thánh. 5 độc, 5 độc. Để vô kém nguyên bánh. Rồi, thiếu một ạc qua nữa kìa. Quên số 1. À, anh kém nguyên bánh này, kém bánh này. Còn ai vô chưa, vô chưa? Rồi, ok. Rồi đó, đấy là nguyên bánh rồi. Tiếp tục nhận đồ nè anh em ơi. Nhìn đồ tung tuệ ra nhìn. Rồi, chuẩn bị làm đồ. Mạng là chịu quá. Thứ gì ngài? Thứ gì ngài? Gần chết em tắt auto cũng được mà. Ờ tắt tô đi, gần chết rồi, tắt tô đi. Hai con chết trước nè. Mà chưa quá, chưa. Gần thấy rồi đó. Gần chết rồi đấy. Lại lần đam nữa chứ. Hai đam nữa chắc. Bùng. Trời ơi. Chuẩn bị nhặt đồ anh em ơi. Bắt đầu chuẩn bị nhặt đồ đây. Nát đi. Phôi đồ các kiểu quốc là ra hết đấy. Đậm đồ, ui, máu rớt rồi nè, sướng chưa? Chịu mấy không? Đó, thằng đánh nhanh ông Vinh Bình Trần. Ui, ui, tinh thần bảo thật, thị tinh. Thôi thì á, sao là con của em á? Tại vì kênh này em ra, kênh công này lái, kênh công này lái tại cái kênh kìa. Kênh công này lái tại cái kênh đi. Rồi anh ra là anh ra anh bó đồ á. Ai lái anh? Anh lái đi chứ. Ra lái em kìa, con cái yên cái yên của em mà chạy ra lái đi. Đấy là có người lái à? Nó mất ấy. Phôi này, ôi sinh lực cao, nỗ lực cao quá trời. Làm chậm. À tại cái nên lái rồi nha. Nhanh chuẩn bị cổ bát rác của cái kim nô 1. Vũ khí rất cái chơi đẹp đẹp ngay nô 1 luôn. Chuyển hóa sắc thương này, trời. Nô tổ 130. Được gì vậy? Bách trời. Bầu rương. Có một bách bầu rương. Kim thương lộ, hạt tranh. Một tay lên kênh này, bên này một tay lên kênh nhật nãy nè. Thi tinh quá trời kìa anh. Phôi 540 nè, ui hai cái phôi 540 luôn nhầm 1 nè. Thi tinh nó quá trời kìa anh cái. Đó, 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 đó. Có áo không thủ không? Có phôi áo không thủ kìa, lên lá đi. Vua em nhặt, vua em nhặt hai cái siêu tư lượng này. Không phải hai đâu, bốn cái. Bốn cái đó rồi. Trời ơi. Để em cái từ tàn dưới. Phô 542, 2-3 cá luôn nè. Chuyện hóa nè. Tinh hồng bảo thật. Đừng nhìn tinh hồng bảo thật nè. Tinh hồng bảo thật nè. Tiên thông lộ nè. Tinh ở dưới kìa anh, còn viên tiểu tinh ở dưới kìa. À đâu, chạy qua bên kia. Rồi, lái rồi. Thiết là hán, chạy qua này lái thiết là hán. Là hán dưới, rồi mất luôn rồi. Mất rồi dưới rồi anh ạ. Ok, bỏ đi. Má nó nhiều kinh hồn. Lục tiểu tinh, viên cải nhật nè. Tiên thông lộ nè. Đề nghị anh Khải là cho thêm một ảnh nữa, nhặt ra rác em, nhặt đồ nha. Rồi, nhiều lách này đủ mà nó nhiều giá. Còn đóng đồ dưới nữa kìa anh Khải. Phá tiên trì về kim kìa, phá tiên trì về kim. Kiến dầu thôi. Trì hỏi mày. À, mày nhặt cái này mày, còn con thủ cuối cùng. Một tay kinh. Liệu nham chuẩn bị chết. Trời ơi, rất là nhiều tinh hồng luôn. À, rất bùa, rất bùa, rất bùa, rất bùa. Một cái nhẫn 520. Đây, bùa ra. Bùa vô, bùa vô. Không có
một cái từ trung để lại kinh đâu anh Nhật, anh Nhật từ thủy kinh ngu em nhận nhận đồ, nhận đồ này. Đó từ từ anh ơi, vực này 25-20. Ôi, bao tay cũng ngon, bao tay xe ngon này. 25-30. Đại lưng 13-19-30 cũng được này. Đó. Ờ, đồ ai nhặt đồ bóp vô dịch cho anh Khải luôn kìa. Dày 11-40. Bao tay kháng băng 25, ừ, được nha. Đâu. Đó, cho nó hết đấy. Giao dịch Khải ơi. Tới bắt có cái bắt bột rừng. Tới em ơi. Trời. Số Tì phòng. À giao dịch. Giao dịch anh em ơi. Tối này có bắt bạn rương rồi. Động tối này bắt bạn rương nhiều rồi chứ. Đâu mày hết Ni Thịnh ơi. Hôm nay đang thất rồi, hết luôn rồi. Này vô. Không ca, tiếp tục anh em. Ờ sao, không đánh nốt đi hả Thịnh? Đánh chứ, vậy đánh tiếp anh nào. Còn tên nữa thả là đánh tốt, là đẹp. Rồi, bắt một rương này. À, chốt này, một bắt một rương, hai tải tiền kinh, bốn tiền thuộc độ đặc biệt, à, hai trang sức xanh, năm viên tinh hồng, hai viên lam lục thủy tinh. Rồi, hết. Tên tụi này tụi mới ra, đã cầm lại. Tên 5. Đấy. Hai trang sức này phải vô dịch em luôn nè. Thành lấy dạng gì quên nữa này. Thành chưa vô dịch đúng không? Anh có lần cái gì đó. Ok. Lấy giao dịch Nam là... Tây có một sợi thủy tinh. Ờ, hai này mình mất. À, đi đem bò cá đúng không? Ờ, đúng rồi. Thì tôi này là của hai anh em á, chứ không ai đâu. Rồi, đến chụp hình lại cho anh em tự chia này. Hai món trang sức này. Phôi khá là nhiều nè, phôi 40-40 được đẹp rồi. Tuấn Nam nè, Tuấn Nam của ai em? Bách Kiều Phong hả? Cộng Thịnh hả? Rồi, Thịnh gọi Thịnh giữ nè. Đó, giao dịch nè, Thịnh giữ. Rồi, giao dịch em ơi. Mũ ngon nhỉ, mũ tỉnh ngon đấy, của ai? Ừ, tinh hồng quá mà toàn lục thủy tinh không ta. Ờ, toàn lục không có tưởng nha. Ờ, chỉ cho ra đục thủy tinh như sao. Hai viên tinh lộ thường nữa này. Rồi, tiếp tục tuần cuối cùng đúng không? Tuần cuối cùng đúng không? Có tẩy tí cân gì cho anh này, anh combat à. Rồi. Ờ. Có khi hôm nay anh về anh cắn bắt. Ờ, làm tuần cuối 5-7 con, 5-7 con em, thả nhanh vô. Con. Ừ, thả. Rồi 7 con, auto lên, auto lên. 7 con cuối nè. Trời ơi, đàn lên. Thôi làm tiền cũng thật nữa hả. Đó. Ok, lấy vậy. 700 rồi đấy. 7 con này chắc phải hơi bị ngon nha. Cái bàn này quá hình luôn. Đánh một lúc 7 con. Đánh em con này chán nhiều, đánh 7 con rồi đánh nhanh vô thấy. Đàn là nhảy. Ôi, vẫn thiếu một bộ luôn ta. Không có bộ luôn ta. Không có khoảng đạp này nè. Không có khoảng đạp. Ừ. Ôi, có bảo vũ. Ừ, nó quýnh đâu rồi đó. À, không trúng được, không trúng được. Đó một ghệ nè. Đó một ghệ hai con. Hai con mập, hai con mập. Đánh Hoàng Thành ơi, đừng Thành vô nữa lên chịu á, đừng Thành vô nữa chịu á, đi từ từ vô em. Vô đường môn nữa là cũng chịu. Nó làm cái khực một cái là được, rồi đó, nó khực đem cái là được, rồi đánh đi. Vô được kèo, vô đam, chịu hai. Đó thấy chưa, ngay rồi. 7 chữ số. 7 số liền đấy chưa? Phòng tiên phong là thích quá không ấy. Ăn xin luôn đó. Đâu, ngày mai của thằng Hưng. Xong đêm nay là cũng Hưng ấy. Tuyên nhà Hưng. Cảm ơn. Vòng vòng sáng kỹ năng của ban hội thưởng cho trưởng lão mỗi người một ngày ấy. Ngày mai cũng Hưng ấy. Đấu giá nào trong thu đi Hưng.
dễ có cái dòng đều đẹp kỳ đợi cho nó trải nghiệm đi em vừa khác đâu giá thì dễ rồi nhưng mà cứ vào nhìn nó đẹp mai đến hơn dòng ấy là dòng kỹ năng một cấp đấy đúng rồi với lại mai thông kim nữa mai thông kim đã thưởng này thơ còn sẽ không lắc đi sau nào về tiêu và đi đưa lên được số thứ hai ảo à, để bố chất bố đồ tiếp không hả thì trăm quả là có 1000 cái rồi đúng rồi mười nhật đồ định lắc về quái nữa còn mười bánh rồi anh không cắn nữa nha còn mười bánh nha anh cắn đủ rồi không cắn được đâu còn cái cảnh đâu, còn mười mấy phút. Rồi, bây nhiệt độ. Hai con họ chết trước nè, hai con họ chết trước. Họ chết trước nè. Rồi, một số. Bèo quá. Hên xui mà, cứ ra một lăm một tịch là có lợi nè. Ông trên mạng đó mà thì Nam Minh Xu bỏ ra thì hưởng kinh nghiệm đó ba kinh nghiệm vẫn ok không có đồ vẫn ok trời kinh nghiệm lên quên điểm điểm máu lên 1.000.000 rồi nè năm đọc chuyên trưởng này đường môn chuyên đam này kèm bồ các kiểu thứ yên cũng xếp trời lên đam được rẹt đánh đi bài rồi căng lách lên nhanh này lách này rồi vô lắc nè nhật đồ con xếp được tại 4k đây khoảng nhật đồ nè đất đồ hai nhẫn một tinh hồng tinh ăn thân bớt hai con thân đánh nhật đi em ơi có một nhất kỳ xin công chiếu giả thành ra tinh hồng này bắt bờ rương cho siêu phàm bắt rương siêu phàm á ok hai con chiếu giả phôi này ui má 6 dòng không nha ai kết thúc 6 dòng không nha à siêu phàm á đúng rồi con siêu phàm anh kết thúc 6 dòng không con đồ 6 dòng không siêu phẩm sẽ nào siêu phẩm sẽ đồ 10 bánh 12 anh áp lên đi nhặt được gì siêu phẩm bật lên bật lọc cười bi dựa không trong ôi được một qua tay họ 25 dòng 1 ngon nha đậu mẹ cho năm độc mang nha em còn viên tiên tâm lộ đặc biệt anh xuống dưới nhặt cho để bắt kìa ok nhặt rồi tiên tâm lộ đã bị nhặt rồi nha má băng chủ đi nhặt rác mà đậu mẹ ok má không có gì nhặt luôn rồi ờ nhận rồi thầu bài rác thầu bài rác rồi ok còn gì đây rồi được gì đây à, vào bùa đam nốt nè đam nốt việc ra tử nè nón 15-20 chơi lớp một xong ông lại lọc rác lần hai xong rồi ông lọc rác lần ba rồi được bao tay nè được bao tay cho xe nè tiền ra tử rồi rồi xin bao tay nha xin bao tay nha ôi siêu phẩm có tiền nghe anh em tôi này quá nào đây có tiền siêu phẩm quay có vài kim anh em 3-4 kim rồi siêu phẩm đâu quá hay quá pha nhiệt độ siêu phẩm của thịnh hay trùng cuối luôn cái này của thịnh nhất đúng rồi đúng là con thiên mình nó kết thúc bớt quá nó ra toàn đồ xịn không con này ăn phi tốc đầy lực. Ôi, phô cắn hỏi dòng hai đẹp này. Đây lưng. Chứ Thịnh đi đâu rồi? Thịnh đi đâu rồi? Không bán đi về rồi. Đánh ra toàn đồ trắng đi về rồi không đánh. Đúng rồi, đỡ anh em khác đánh. Cháy kìa Thịnh. Một nhóm 500 nha anh em. Một nhóm 540 nha Thịnh. Dạ. Tiền về. Ngọc bội này. Cái đó bây giờ nó đang hiếm á. Đang hiếm mà không có nhẫn đâu em. Và
Ôi, đủ mà cái chảy vãi rồi. Ngon luôn em. Má cái chảy giờ 40 rồi. 7 giờ 10. Cái đó. Cái này có 30. Ấy là 40 rồi đẹp rồi. Ôi, đôi giày trời đó. Anh em ơi. Đôi giày này. Vãi lên. Từ từ anh ơi, nhặt đồ đó, nhặt đồ với bác đó. Rồi. Ừ. Má cách đóng đồ rồi. Đúng rồi, ngon thế nhỉ. Không nhạc kịp, không kịp rồi anh. Không nhạc kịp. Chứ là anh nuốt nè. Nuốt hết mấy cục lách mà không kịp luôn nè. Muốn tôi ẩn 2 nhỉ. Ờ, ẩn 2, ẩn 1 xem ăn đẹp đúng không. À, rồi vậy. Một nhẫn được vài kim ấy. Hàng hiếm ấy. Bữa xanh bọn bài bot đâu ra bao nhiêu nhẫn đâu, không ra luôn. Thật ngưng đam rồi. Ngưng đam, không có mấy ngưng đam. Ra toàn xanh dẫn. Thật ra đứng như anh giao dịch mấy đồ xanh luôn này em ơi. Đó chặt luôn này. Giao dịch anh đây, em đâu rồi? Anh ra ngoài này, anh rút cái game này. Đây. Anh này, mấy cái này có thể bán được tiền này. Đó. Dạ, bán được tiền đấy. Anh xin bao tay nha, 3 món chân sức này. 4 món chân sức luôn này. Rồi nhận 540 này. Đó, để vô nhạc cho nó rống. Giữ. Chưa thấy. Đợi chốt. Giữ cho cửa tình ha. Ok. Rồi, mời nhận đồ tiếp tục, hai con cuối cùng đúng không? Ba con nữa. Ba con. Hai phục một một. Lên bùa rồi mà. Không lên đam đâu. Có bùa mà không lên rồi. Này có bao tay thủ 25 nó vứt à. Sạp chết, sạp chết nha. Ra dây truyền thủ à. Ra tay thủ cần xin được đủ lực. Mấy cả cái yên kìa. Ăn tất cả 19. Mấy cả cái yên bút tiết ảnh này kìa. À, ấy tiên là hết mana, hết mana. Cho nó lượm mana đó. Rồi, hết mana rồi đấy, dứt. Rồi, ok. Một bát vào rương thiên, một bát vào rương nữa này. Dịch qua. Nhiều bát vào rương ra ta. Một bát vào rương nha. Ý về phù hồn chứ dạ bên viễn không? Đi, chứ là viên viễn. Rồi, ba con cuối cùng. Mà là đâu giá. Ý là mấy con cuối cùng của thằng kia. Kìa. Nhặt kìa. Bách bảo rương kìa. Bách bảo rương nữa kìa. Bách rương ai rồi? Của con Thi Yên của Thịnh luôn. Ok. Nằm trong con Thi Yên của Thịnh luôn. Thằng đội đặc biệt bao nhiêu một tình anh em nhỉ? Kim tiêu lội đặc biệt kìa. Nhật đồ. Bán tạm cho anh của tình anh cắn đêm nay. Anh Khải tranh thủ lọc nhanh đi. Anh Khải tranh thủ lọc nhanh chứ bé mắc đồ nữa. Ừ. Đây đây tôi lọc đồ vứt lại. Một đôi giày thổ 40 tốc độ đánh, 40 tốc độ nè. Giày ra. Ôi, mấy cái foil giày cũng được ấy. Tiếp tục. Nhặt tất cả. Rồi, ok, ba bong bóng nữa. Áo, ôi, 15-40 foil nè. Chì foil nè. Ôi, chì có mấy 25 luôn kìa. Nón, rồi. Toàn rác rồi. Toàn foil sinh lực này nói. Rồi, còn cuối cùng. Trời. Nếu quỷ quăng nhiều giày lại coi. Foil này nè. Chùy nè. Tính ra là muốn anh lọc với cái tay em lọc sao? Không có cái bao tay à? Không có bao tay nè. Có đôi giày này ai lái cho xe nè. Ngon ấy. Mà không có sinh lực lội nè. Cùi nè. Em nhận được cái hôi nè. Hôi sinh lực 100 năm máy. 5 2. Rồi. Toàn thì tinh với lại tinh hồng ấy. Bắt vào rương. Nhật đô. Anh Khải nói vậy anh Hưng đánh trên Discord cho anh em Hùng hồi thêm sức rồi. Anh Khải ơi. Anh Khải ơi. Sao Khải ơi, nhớ like tăng trần ơi. Anh Khải ơi cho
anh nói với Hưng đăng trên Discord cho em Hùng hỏi thăm sức khỏe anh ấy nha. Hùng nào em biết không Hưng ơi? Biết. Ok, bút chì bé, YouTube bút chì bé. Biết rồi. Có cái rương ban hả? Rương ban không sử dụng được. Của em. Rương ban không sử dụng được anh em ơi. Rồi, kết thúc bot. Kết thúc đài truyền hình đến đây là hết. Đấy, giao dịch hai cái kiến thiết lấy bao này, anh vừa ăn được. Nói tới đây này. Cái này vứt ra được không? Được, đây. Rồi, Phúc ơi. Rồi. Ở bùa này, ở bùa khoan cuối này. Nhạc. Ôi, ai quấn đồ này tránh không vậy? Tơi yên. Tơi, đậu ra. Tinh hồng, một con tinh hồng. Tiếng là hắn. Thần nâu, vô bơ tơ nhạc đồ em ơi. Chết mẹ. Chết rồi anh em, giờ nó đi đâu rồi, lấy gì mà nhạc đây? Bơ tơ em sao? Bơ tơ đấy. Bơ tơ lại cho. Đây, bơ tơ lại này. Rồi bơ tơ. Hết chưa anh em ơi. Hết rồi. Vô đi anh. Rồi anh nhận đấy. Tinh hồng nè. Phải thiên trị rồi, toàn đồ trắng không? Đồ thiên. Những cái dương chi bạch ngọc tức thì cái chứ. Một chiếu vàng nữa nè. Mình đã cắn thiên sơn rồi, đâu phải không cắn đâu. Trời, toàn đồ trắng. Thiên sơn trắng luôn, dương chi bạch ngọc trắng luôn. Chiếu dạ 7 ngày. Chị trắng không? Toàn đồ trắng. Dạ. Không muốn nhà. Cái bao tay này được nè, anh lấy quẹt. Đồ này trắng không? Rồi hết rồi. Đây em giao dịch em ơi. Tui này được cái gì đây? Thiết tháng nút này. Trời, tiền thiên vương đang. Thái ơi, anh nhặt hộ em một tiên thảo lộ đặc biệt. Đây giao dịch anh này. Đây giao dịch em. Thảo lộ bán bao nhiêu em ơi? Cũng có anh em, anh hỏi đi. Ai bán tiên thảo lộ bán ảnh bình cái nghìn em. Đây còn cục tinh hồng mà anh Khải. Tinh hồng ok. Còn hộp tinh hồng này. Đây giao dịch. Định bán trên thổ hội biệt không? Bán anh Định không? Có của người Thịnh á, Thịnh bán ảnh bên này em. Thịnh ơi. Bán ổng bên, ổng đi cho anh đi. Thôi giao dịch nè. Đây, tuần cuối này, đã chốt cho anh Thịnh này. Ui, tuần cuối 7 con boss nè. 7 con boss thì được 2, 4, 6, 7 cục tinh hồng, 2 viên thiệt tinh, 1 con ngựa, một bát bảo rương, ba thanh niên thổ lộ đặc biệt. Rồi, giao dịch em ơi. Thiên vương thương pháp này anh em qua ai cầm nè. Cho em cúng thiên vương thương đây, em sắp đổi qua thiên vương. Rồi, quốc giao dịch đi, mẹ đéo ném được. Rồi, thân nè. Rồi, kết thúc chương trình đài truyền hình. Đài truyền hình đến đây là hết. Ừ, gì tên hồng vậy. Kết thúc chương trình. Rồi, ok. Không được chăng, không được chăng sức nào luôn nha. Ở dây này. Đó. Anh lấy bao tay đây. Giao dịch Quyền ơi. Rồi ok. Anh em xem video này thì đừng quên cho ủng hộ băng áo và like chia sẻ cho anh em ơi. Anh em sẽ cố gắng đánh tiếp nhiều con boss cho anh em xem. Rồi xem nha anh em ơi. Rút anh em ơi. Rút. Giao dịch nào. Tất cả anh em rút. Giao dịch thương. Rồi rút anh em ơi. Ừ. Rồi, mới này áo rất tuyệt vời. Để chúng ta tên này được hai cái bất bảo tư. Rồi, đi cộng rồi, mệt lắm rồi. Thôi, mệt rồi, 2 giờ mấy rồi, ngủ rồi em ơi. Chúng ta hôm nay đàm to này. Nhanh đúng không? Có đường môn, vừa đường môn, vừa nắm đốc trướng, nó đánh được rẹt. Thì yên nữa, nó dùng đàm nhanh lắm. Rồi ộp ngủ luôn em ơi. Mai gặp lại. Ok anh em nha, bây giờ thì Khải xin phép ộp luôn em ơi. Hẹn anh em mai gặp lại nha em ơi. Bye bye. Anh em đang xem thì đừng quên cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những buổi video từ kênh của Khải nha em ơi. Chúc anh em vui vẻ nha. Bye bye.